Hello, em chào mọi người nha. Chị nào vào like thì em cho em xin chấm cho chị Nhi Hoài, cho chị Đỗ Sang. Của chị Đỗ Sang qua được một quà 9k mà không kèm theo sản phẩm mà chị Đỗ Sang. Hôm qua chị Đỗ Sang được quà 9k đấy mà sao không kèm theo sản phẩm vậy? Em có đang để kia kìa. Nay kèm theo sản phẩm giúp em đi, để em đi đơn cho. Rảnh ngồi xem like kèm theo sản phẩm. Xả bom quá chị, em xả bom nha mọi người nhá. Đơn bom này của chị Hoa Lê. Hoa Lê ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nói chung là em ít đơn bom đó chị ạ. Em là thành phần nào mà nói chung là em là ít gặp đơn bom, nói thật luôn. Từ ngày em bán hàng ra em chỉ gặp mấy đơn bom thôi. Những đơn bom là những cái chị này là những cái chị kỳ cục, không hiểu cái tính nết của các chị luôn. Chị này em gọi điện cho chị không được, các chị ạ, gọi điện cho chị không được. Mà chị nhắn tin thì cứ kêu em là cho, cứ gửi hàng cho chị đi thì chắc chắn chị nhận. Mà gọi cho chị không được mà chị cứ kêu gửi, nhắn tin tưởng em gửi. Cuối cùng gửi đến là bị bom hàng. Chị chấm bài đi giúp em với. Chị nào đang xem live mình chấm bài đi giúp em với nha mọi người nha. Chia sẻ live stream lên giúp em một lần với trang cá nhân và ba lần lên trang hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Em tặng bom cho chị nào. Chấm bài đi giúp em với, xem chưa thấy chị nào chấm bài cho em vậy. Ấn cho em xin một nút thích like nha mọi người nha. Cho em xin một nút thích like vào đấy giúp em, thích like. Ôi toàn là hàng đẹp thôi các chị ạ, toàn là hàng đẹp thôi. Ba sản phẩm, hai set thiết kế và một cái váy. Bom hàng, dạ bom hàng, chia sẻ live stream nhiệt tình đến cho em với. Nè, đẹp chưa chị ơi? Cho toàn là hàng đẹp thế à, cho toàn là hàng đẹp bị bom chị ạ. Set này, set thiết kế là bằng có 59.000 mà cũng bị bom. Chị nào đang xem live mình chấm bài đến giúp em với các chị ơi, đang xem live thì chấm bài nhiệt tình đến giúp em với. Đó, em tặng bom này các chị ơi, tặng bom này. Mỗi chị một quà với giá là 9.000 đồng và áp dụng cho khách chia sẻ live stream đây, hàng 59.000 đây. Đơn này của chị này cả tiền ship là 187.000 các chị ạ. Thuê bao và không liên lạc được. Lưu một tuần vẫn không nhận luôn. Bom hàng các chị ạ, bom hàng. Chị nào đang xem live chấm bài đi cho em với, chẳng thấy chị nào chấm bài cho em vậy các chị ơi, chẳng thấy chị nào có chấm bài vậy. Rồi tặng bom với giá là 9.000 đồng các chị nhá, tặng bom cho chị với giá là 9.000 đồng. Hai set thiết kế. Hai set thiết kế và một cái váy với giá là 9.000 đồng. Có mà, hôm qua chị được một váy 9.000 mà. Hôm qua chị được một váy 9.000 đấy. Đây nhá. Đơn đi làm sao thì về y như làm vậy luôn, các chị thấy không ạ? Hàng đi làm sao thì về y như làm vậy luôn, tặng với giá là 9.000 và áp dụng khách chia sẻ live stream cho em. Nè, chị thấy đẹp không? 9.000 đồng các chị nhá, 9.000 đồng luôn. 59.000 tặng luôn chị, xả bom luôn với giá là 9.000 đồng. Cái này coi như là 9.000 đồng để lấy lọc của các chị thôi các chị ạ. Chứ còn 9.000 đồng thì coi như là em lấy một nửa tiền cước đi của em thôi, chưa tính cước về các chị nhá. Chưa tính cước về, em tặng hết với giá là 9.000 đồng. Và cái này là đơn bom này, các chị không chọn cân nặng, chị nào thích thì mình chốt thôi nha mọi người nhá. Các chị không vừa thì các chị có thể về, các chị đi cho hoặc là các chị bán lại được cho em. Nè, xét thiết kế thị trường đang bán chị gần 200.000 mà em bán chị có 59.000 vẫn bị bom. Đây là chị chị này là chị Hoa Lê, chị Hoa Lê, Hoa Lê bom hàng, chắc là thánh bom hàng. Em nói thật em ít khi bị bom lắm. Em chào chị Hi Kha nha, chị Hi Kha nha. Trưa nay vào săn hàng cho em đi mọi người. Em chào chị Nguyễn Chiên này. Không có chọn cân nặng đâu chị Bích Thảo ơi, size này khoảng chừng mười mấy cân đổ lại đấy, khoảng chừng 14-15 cân đổ lại, chị nào thích thì mình lấy thôi. 9.000 em tặng với giá là 9.000. Và nhớ là đừng chị nào bom hàng các chị nhá, to bom hàng rất là tạo nghiệp luôn. Sáng nay em được một cái đơn của chị gì nhỉ, đơn của chị gì rồi, chị gì có xem live, chị Duyên Nguyễn, khách mới chưa mua hàng bao giờ luôn, mua em một đơn 2.214.000, chuyển khoản không thiếu 1.000 nào hết luôn đó, các chị thấy ghê không? Khách mới nha, khách lẻ nha mà mua 2.214.000, chuyển khoản không sót 1.000 nào luôn đấy, khách mới đấy. Chia sẻ live stream hoan hỉ lên giúp em, vì em chỉ tặng cái em chỉ tặng 9.000 cho khách chia sẻ live stream thôi. 39 chị đang xem live của em, mỗi chị cho em xin một nút thích bếp được không mọi người, một nút thích like được không các chị? Mới có 41 chị đang xem live mà được có 6 lượt thích like đó chị ạ. Ấn cho em xin một nút thích like đấy các chị ơi, chỉ cần một lượt một nút thích thôi, không cần nhiều nha mọi người nha. Rồi tặng 9.000 cho chị, tặng 9.000, các chị đã chia sẻ live stream cho em chưa? Cái này chị nào mà không chia sẻ thì không bao giờ được nha mọi người nha. Sai thì xe nhỏ thì dâu vẫn ngại. Em chào chị Anh Thu Trương nha. Em chào chị Nguyễn Cẩm Nguyễn Thị nha. Chị Nguyễn Cẩm Nguyễn Thị đi đơn rồi. Chị Nguyễn Cẩm Nguyễn Thị ạ, đơn chị Nguyễn Cẩm Nguyễn Thị sáng nay là 1.000.000
1.088.000 phải không chị Nguyễn Cẩm, Nguyễn Thị nhỉ? Em nhớ đơn của chị Nguyễn Cẩm 1.088 đấy. Chị Châu vựng đấy em bộ 15 cân em chưa lên mã mà. Em vừa thấy lên bốn mấy người xem bị tụt rồi. Cho em xin một nút thích like đi các chị ơi. Hoan hỉ cho em xin một nút thích like, em đang bị khàn tiếng đấy. Em chốt đơn mới xong em lên các chị luôn. Tối hôm qua đơn không có nhiều các chị ạ, tối qua đơn không có nhiều nhưng mà được cái chị nào mua cũng nhiều. Sao chị nào mà cứ thả thả khóc vậy các chị ơi, chị nào cứ thả mặt buồn vậy? Mới có 20 lượt chia sẻ thôi các chị ạ, có những chị chưa chia sẻ lượt nào luôn. Chị Nguyễn Cẩm, Nguyễn Thị chia sẻ livestream đi. Các chị chia sẻ livestream em mới chốt rồi em bắt đầu đọc tặng các chị nhá. Tặng đây này, em giơ lại chị xem này, đây này. Đây. Hai set thiết kế, đây, hai set thiết kế cho em, đây. Một set đó, một set này hàng bom sao về em để ý như vậy, nó không có không đổ hàng. Và một cái váy nha, với giá là 9.000 đồng, chị nào được quà nào hoan hỉ quà đấy cho em và không chọn thiết kế mà cũng không chọn váy cho em, tặng hết với giá là 9.000 đồng. Đúng rồi, chị Nguyễn Cẩm, Nguyễn Thị đơn 1.088.000. Chị Diệu Nguyễn Thị chưa chia sẻ livestream này em không chốt rồi đấy. Chị nào không chia sẻ livestream mà chắc chắn là không chốt đấy các chị ạ, chỉ áp dụng khách chia sẻ livestream cho em thôi. Và chia sẻ trang cá nhân nha mọi người nhá, ít nhất một lần về trang cá nhân cho em. Thì Đỗ Sang tối qua có quà rồi, nay không tặng ở đâu thì Đỗ Sang ạ, vẫn còn quà kia thì không tặng ở đâu. Em vẫn còn đang giữ quà chị, em không tặng thêm ở đâu. Bây giờ chị mua đi em vẫn giữ quà chị, hôm qua chị được hàng cái váy Quảng Châu cao cấp luôn á. Được hàng váy Quảng Châu cao cấp với giá là 9.000 luôn đấy. Rồi, chị nào chưa chia sẻ nhấn cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Vì em đọc cái mã này mà chị nào mà không chia sẻ được em đọc tên mà không được em đọc tên mà không chia sẻ thì em nói thật là quá là tiếc luôn các chị ạ. 9.000 đồng chả tội gì mà không chia sẻ cả. Đây. Xinh chưa? Nguyên một set thiết kế luôn 9.000 cho em. 9.000 để em thay cái bịch, để em thay luôn cái bịch mới cho chị cho đỡ hãng mới còn này. Thay luôn cái bịch mới cho chị luôn. Trời ơi, đừng có chọn các chị ơi, đừng có chọn nha mọi người nha, đừng có chọn là set này hay là set kia. Vì các chị chọn là em không chốt đâu, đã là bom rồi còn có đi chọn làm gì nữa vậy các chị. Nay em bị khàn tiếng rồi. Chị Văn Su Su ơi, chị Văn Su Su ơi, chưa chia sẻ livestream không chốt. Chưa chia sẻ livestream chốt, chị nào đã chia sẻ comment đã chia sẻ để em tặng quà nào. Chị nào đã chia sẻ comment đã chia sẻ để em chuẩn bị tặng quà cho chị này. Áp dụng khách chia sẻ livestream nha. Trời ơi toàn chị chưa chia sẻ thôi à. Chị Vân Su Su chưa chia sẻ, chị Bé Diệu chưa chia sẻ, toàn chị chưa chia sẻ thôi à. Cho em xin một nút thích like đi mọi người ơi. Các chị 43 chị đang xem like, cho em xin một nút thích like xem nào. Cho em xin một nút thích like đi các chị ơi. 45 chị đang xem rồi, mỗi chị quay ra cho em xin một nút thích like, mới có 20 lượt thích like thôi. Thích like ít quá. Rồi, tặng nhá mọi người nhá, tặng lên view rồi tặng đây. Trời ơi, toàn chị chưa chia sẻ livestream. Chị Châu Hồng Vững chia sẻ livestream rồi, chị Bích Loan Ngô chưa chia sẻ livestream. Trời ơi, toàn các chị chưa chia sẻ livestream không ạ? À? Các chị phải chia sẻ livestream cho em ở chế độ công khai thì nó mới hiện lên được logo người chia sẻ. Có các chị chia sẻ ở chế độ bạn bè thì nó không có hiện lên logo người chia sẻ đâu nha mọi người nha. Có tặng 30 ký không phải Trang, có gì tặng cái đấy à? Đây đang tặng bom có 30 cân rồi chị ơi. Không 30 cân đâu. Này mười mấy cân đổ lại à? Em không cần biết các chị chia sẻ hay không, nhưng mà các chị phải chia sẻ chế độ công khai thì em mới chốt. Nó phải hiện lên được logo người chia sẻ thì em mới chốt. Có các chị nói các chị chia sẻ mà các chị không chia sẻ thì em cũng không chốt đâu mọi người ạ. À. Mới có 21 lượt thích like đấy, cho em xin một nút thích like rồi em đọc luôn các chị nhá, không có câu like. Bây giờ cô các chị bảo con này nó câu like nhiều quá. Lên comment má này với Duyên à. Xả bom 9k với Duyên. Xả bom 9k, chị nào lên comment trước chốt trước. Không có thiên vị, không có tặng người quen, không có các tặng người nhà mà tặng cho khách chia sẻ livestream, chị nào lên comment trước chốt trước. Xả bom 9k với Duyên, comment đúng mã là xả bom 9k. Mỗi chị một quà giá là 9.000 đồng. Toàn là hàng cao cấp thôi nha, không có hàng là hàng rẻ tiền ở đây đâu. Lên comment là xả bom 9k rồi kìa. Đơn này có chị Hoa Lê, các chị Hoa Lê bom hàng. Xả bom 9k rồi kìa. Xả bom 9k, xả bom 9k rồi kìa. Comment đúng mã mới tặng các chị ạ, đúng mã mới tặng. Không đúng mã không tặng đâu. Xả bom 9k chị Bích Loan Ngô, một xả bom 9k này. Chị Bích Loan Ngô này. 9k, Bích Loan Ngô. Khang Phạm comment không đúng cú pháp. Chị Khang Phạm comment không đúng cú pháp. Chị bé chút chít này. Bé chút chít một quà 9k này. Chị bé chút chít một quà 9k này. Trời ơi chị Nguyễn Hạch cho hỏi có 12 cân không chị? Tiếc quá. Tiếc quá chị comment không đúng mã. Cho chị Khang Phạm một khả xả bom 9k này. Chị Khang Phạm comment ở bên trên thì sai, nhưng mà bên dưới thì comment đúng. Rồi hết bom 9k rồi các chị ơi. Hết bom rồi, ba chị được quà 9k hết rồi. Hết bom 9k rồi các chị ơi. Trời ơi các chị về sau comment chậm quá.
Các chị comment chậm quá không được mọi người ạ. Hết bom 9k rồi, chị nào được em đọc tên comment là ok lại giúp em nha mọi người ơi. Chị nào vừa được em đọc tên là comment ok phải giúp em. Không ok là em xả luôn nữa các chị ạ. Em nhận được hàng rồi chị, đẹp lắm chị, cảm ơn chị Triệu Huyền nhiều nha. Sáng nay có một cái chị gì nhỉ các chị nhỉ? Chị mua đơn hàng em 130.000. Một cái áo khoác Elsa và một bộ đồ. Mà nó đơn giản như thế này thôi, tại vì cái bộ đồ của chị là size nhỏ, chị chọn màu vàng và size nhỏ em gửi chị màu hồng. Chị nhắn tin cho em, chị kêu là bán hàng lừa đảo chị ạ, bán hàng lừa đảo. Bán hàng một kiểu mà gửi hàng một kiểu, em gọi điện trực tiếp lại cho chị đó luôn. Em hỏi và em bán hàng lừa đảo cho chị cái gì, chị nói cho em nghe coi em bán hàng lừa đảo cho chị cái gì vậy? Có mỗi một cái bộ đồ mà không có đúng màu, tại vì size nhỏ em đổ size to mà chị kêu em lừa đảo. Chị chuyển hết lại, chị gửi lại cái đơn hàng đấy cho em. Em bán tiền cho chị không thiếu thiếu một xu luôn. Và chị kêu là thôi khỏi cần phải gửi lại. Em nói thật cho chị biết chứ, bán hàng không bao giờ em lừa đảo một người nào hết. Em nói thẳng ở trên live luôn. Nó chị đó chị kêu em là lừa đảo đấy. Thế có chị nào nhận hàng em mà bị lừa đảo không? Các chị comment lên dùm em với mọi người ơi. Có chị nào nhận hàng em mà bị lừa đảo không? Các chị comment lên dùm em với mà chị à. Chị đó là chị gì nhỉ? Em thôi em giấu tên các chị nha. Chị nói là em bán hàng lừa đảo. Thật sự nó sáng em rất là tức luôn các chị ạ. Ủa có mỗi chị bé chút chít được quà thôi các chị ơi, còn hai chị kia là không được quà hả? Có mỗi chị bé chút chít là được quà thôi, còn hai chị kia không được quà đúng không? Hai chị kia không ok là em xả luôn đấy. Không ok cho em xả luôn nữa chị ạ. Em nói là chị nào được quà ok dùm em. Rồi các chị nhá, xả tiếp rồi nhá. Xả tiếp. Đơn hàng này là của chị Huỳnh Bảo. Chị Huỳnh Bảo nè. Chị Huỳnh Bảo Hân các chị ạ. Chị Huỳnh Bảo Hân. Lựa một đơn xem nào. Một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm, ba sản phẩm, bốn sản phẩm, năm sản phẩm không inbox các chị ơi. Lựa năm sản phẩm không inbox, năm sản phẩm không inbox và em xả đơn của chị Huỳnh Bảo Hân luôn. Chị này là chưa đi hàng các chị nhá, chưa đi hàng nhưng mà có đơn không inbox địa chỉ số điện thoại. Lựa năm sản phẩm được không inbox địa chỉ số điện thoại em xả luôn, em xả luôn. Hai chị vừa được quà không comment ok à các chị ơi? Không comment ok thì em xả luôn đấy các chị ơi. Em nói là chị nào được quà comment ok giúp em, không chị nào comment ok thì em xả luôn đấy. Rồi nha mọi người nha. Xả đơn của chị Huỳnh Bảo Lâm này, Huỳnh Bảo Hân. Đọc cho chính xác không mất công các chị chửi em. Đây. Váy thiết kế các chị nha, váy thiết kế. Chị nào không được quà thì vào săn mã này giúp em. Hàng thiết kế 59.000, em đọc sai luôn nha. Size này cho bé khoảng chừng 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. Váy này này em bán là 59.000. Và em xả đơn của chị Huỳnh Bảo Hân với giá là 29.000 cái váy thiết kế này. Các chị lên comment mã này và đây là mã váy đen và các chị kèm cân nặng với em nha mọi người nha. Váy đen và kèm cân nặng 20 cân đổ lại bao vừa. Hoặc là khỏi cần kèm cân nặng cũng được. Cứ chị nào mà bé khoảng chừng 20 cân đổ lại các chị comment váy đen em tặng chị với giá là 29.000. Và đây là hàng 59.000 các chị nha. Đây là hàng 59.000. Em chào chị Quyên Nhi Du nha, em chào chị Bé Diệu này, chào chị Nguyễn Hoạch nè. À, chị Đào Lê. Lên comment mã này với đây xem là váy đen, cái này nó không phải là màu đen đâu nhưng mà em gọi là màu đen nên là hàng thiết kế bán 59.000 và tặng cho chị với giá là 29.000 nên là xả đơn các chị ạ, nên xả đơn cho mọi người nhá. Lên comment là váy đen vào đây xem. Nhớ là chị nào đang xem live thì chia sẻ livestream với giúp em nha mọi người nha. Một lần với trang cá nhân và ba lần với trang hội nhóm giúp em. Chưa em lên nhiều hàng hot cho chị lắm các chị ạ. Váy bộ cái gì cũng có luôn, cái gì cũng có luôn các chị ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình với giúp em nha. Váy đen em cho chị Khang Phạm một cái này. 29.000. Chị Khang Phạm một cái thiết kế này 29.000 chị sẽ chấm bài này giúp em nha mọi người nha. Đây quần đũi này đây. Có một cái đũi này hàng 45.000. Em xả đơn của chị này nhưng mà hàng em vẫn còn. Em xả đơn để xả vía nữa chị ạ. Size này cho bé khoảng chừng 20-22 cân đổ lại em bao vừa luôn. Cái này mười mấy cân đổ lên cho đến 22 cân đổ lại em bao vừa nhá. Các chị lên comment mã này vào đây xem là mã quần đũi vào đây xem. Quần đũi xả chị ra là 25.000 là một quần đũi rồi nhá. Lên comment là quần đũi vào đây xem. Quần đũi 25.000 các chị ạ. Váy đen hết rồi chị Trần chị Diệu Hiền ơi, hết rồi nha chị nha. Hello chị Nguyễn Chiên nha. Lên comment mã này và đây là quần đũi 22 cân đổ lại mặc vừa quần đũi. Giá là 25.000 là một quần các chị ạ, 25.000 là một quần. Quần đũi thì em lên comment là quần đũi. Chấm bài đi giúp em với chị nào đang xem live, chấm bài và chia sẻ livestream nhá các chị. Chị nào mà không chia sẻ livestream là lúc nào comment nó cũng đẩy nó cũng ở bên dưới cùng thấy không? Chị Đỗ Sang chị chia chị Khang Phạm đi chia sẻ livestream comment chị lên đầu tiên luôn. Chị lên đầu tiên mấy comment mới đến chị Trần Thị Diệu Hiền với chị Diệu Thị Nguyễn Thị.
các chị không chia sẻ livestream là comment nó bị ẩn đấy mọi người, không lên được, không lên được comment đâu. Đây, chị nào đang xem live cho em xin một nút thích like, các chị ơi thích like còn đang ít quá, mới có 24 lượt thích like thôi. Quần đú cho chị Khang Phạm. Khang Phạm thì chia sẻ livestream comment lên đầu tiên luôn. Comment nó đẩy lên đầu tiên luôn. Chị nào chia sẻ livestream lúc nào cũng đẩy lên đầu tiên các chị ạ, tương tác rất là tốt luôn. Em chào chị Đoàn Trang Nguyễn, em chào chị Nguyễn Thị Hoài Nhi nha. Đó, các chị không chia sẻ, toàn các chị không chia sẻ comment nó bị ẩn xuống dưới cùng luôn. Chị Ngô Ngọc Vẹn comment không chia sẻ nó ẩn lên dưới cùng luôn. Không bao giờ các chị chốt được, em nói thật luôn này. Không bao giờ các chị chốt được, các chị không chia sẻ, không bao giờ chốt được mấy mã tặng này. Chị nào chia sẻ lúc nào comment nó hiện lên đầu tiên luôn các chị ạ. Rồi, váy thiết kế tiếp cho em luôn này, 20 cân đổ lại em bao vừa nó hàng 59.000. Tặng luôn chị với giá là 29.000, lên comment vào đây cho là váy xanh mà cho em. 20 cân đổ lại em bao vừa, lên comment là váy xanh mà cho em với em, váy xanh hàng thiết kế. Hàng thiết kế cao cấp luôn, lên comment là váy xanh mà đấy cho em. 29.000 các chị nhá. Nên em tăng tặng đầu like cho chị đấy. Lên comment là váy xanh mà cho em giá là 29.000. Chị nào đang xem like các chị chấm bài lên cho em với nha mọi người nha, đang xem like các chị chấm bài lên cho em với. Rồi, một chị lên comment là váy xanh nên tặng cho chị giá là 29.000. 29.000 váy xanh. Em chào chị Phương Bảo Châu nha. Váy xanh, váy xanh. Rồi, chia sẻ rồi nên comment là váy xanh. Thôi chị Đỗ Sang mạng mạnh quá, nhường cho chị khác đi. Mạng chị mạnh quá, nhường cho chị bé chút chít đi. Nhường cho chị bé chút chít, bé chút chít chia sẻ này này. Chút chốt cho chị bé chút chít luôn. Chị Đỗ Sang mạng mạnh quá, thôi nhường cho chị khác đi. Mất công chị khác lại không được. Nhường cho chị khác. Mạng mạnh quá. Rồi nha, quần này em bán 45.000 này các chị này. Còn giá luôn này 45.000. Đơn này của chị Tú Trương. Được hai sản phẩm mà không inbox các chị ạ, được hai sản phẩm mà không xả luôn. Đây. Size này cho bé khoảng chừng 23 cân đổ lại em bao vừa các chị nha. 23 cân đổ lại em bao vừa, đẹp chưa? Giá 45.000 đang còn và em còn đang còn hàng nữa chị ơi. Em tặng luôn chị với giá là 35.000, lên comment vào đây là quần gấu rồi em tặng chị với giá là 35.000. Giá cũ 45.000 vẫn đang còn, lên comment là quần gấu này cho em. Quần gấu ấy nhá, quần gấu với em 35.000 là một quần. Quần gấu. Chia sẻ livestream chấm bài đi cho em nha mọi người nhá. Các chị đang xem live thì chia sẻ livestream và chấm bài nhiệt tình lên cho em. Em xả mấy cái lõn lẻ lẻ xong rồi em lên đồ cho chị nha mọi người nhá. Xong rồi em lên đồ cho chị. Lên comment là quần gấu 35.000 một quần, các chị ạ, 35.000. Chị nào chưa ấn thích like các chị cho em xin nút thích like nha mọi người nha. Chưa ấn thích like các chị cho em xin nút thích like rồi em. Chị nào lấy quần gấu lên comment là quần gấu 35.000 đồng một quần gấu chị ạ. Thôi bảo vào bán hàng đây. Em vào bán hàng đây. Quần gấu. Rồi em lên hàng đủ size cho chị nha. Mất công các chị không chốt được. Lên váy chị đầu tiên nha. Cái gì em cũng có chị nào. Chị nào muốn lên gì cái gì em cũng có, đợi em nha mọi người nha. Rồi lên váy cho chị này. Quần gấu thì bé chút chít, thì cái quần gấu này 35.000. Bé chút chít. Ui giời. Bé chút chít một cái 35.000, Nguyễn Hoài hết rồi chị ơi. Nhớ là chị nào có đơn mình inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại vào page của em nha mọi người nha. Và nhà em không gọi điện chốt đơn đâu, nên là chị nào có đơn chủ động inbox địa chỉ số điện thoại vào page của em để em ghi cái bình luận này. Hôm nay em bị khàn tiếng quá. Nên váy cho chị nha. Nên chia một mã váy đầu like cho chị. Chị nào đang xem like chị chấm bài lên giùm em nha mọi người nha, chấm bài lên giùm em để có tương tác cho mọi người nha. Hôm nay nên gần 50.000 xem, sao bị tụt xuống còn ba mấy người đó. Em có ghim cái bình luận đấy. Rồi mã này cho em chi ân đầu like chị này, chị nào chốt thì mình chốt này. Lên comment mã này với đây là V1 với em, đây là hàng 59.000 các chị nha. Và em sẽ tặng đầu like cho chị với giá là 39.000. Cái mã này là chị nào cũng chốt được các chị nhá, chị nào cũng chốt được luôn. Lên comment mã này với đây là V1 với em. Size này cho bé khoảng chừng từ 8 cân đổ lên các chị nhá, 8 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 20 cân đổ lại này em bao vừa. Lên comment là V1 với em. 20 cân cái mã này là dành cho bé nào vừa người nhá. Còn nếu mà bé nào tròn người thì 17 cân đổ lại cho em thôi nha. Bé nào tròn người 17 cân đổ lại, nghe rõ em tư vấn cân nặng. Và các chị con các chị mà có bụng các chị phải tăng cân nặng lên.
tự tăng cân nặng lên đó chị nhá. Đây là 20 cân này em chỉ dành cho bé nào mà vừa người thôi, còn bé nào mà tròn bụng thì chỉ chừng 17 cân thôi, em tư vấn rất là rõ ràng luôn đó, đẹp chưa. Lên comment là V1 và các chị kèm cân nặng đấy giùm em, V1 và kèm cân nặng vào đấy giúp em các chị nhá. Giá chỉ là 39.000 và giá này là giá tặng đầu like, không phải giá bán các chị nhá. Hàng này của em là hàng 59.000 đấy. Em mua mật một lần rồi không cần chị ơi. Có đơn một lần các chị chỉ cần vào chấm cho em là được rồi, không cần phải comment lại làm gì. V1 và kèm cân nặng vào đấy giúp em. V1 cho chị Nguyễn Hoạch một cái V1 12 cân này. Ok, cho chị Nguyễn Hoạch một cái V1 12 cân. V1 12 cân. Ok, em cho chị Nguyễn Hoạch một cái này. 39.000 các chị nha, 39.000. Chị nào có đơn không inbox là lần sau em xả một lần là vĩnh viễn không bao giờ chốt lại lần thứ hai chị ạ. Nguyễn Hoạch một cái này. Cho chị chị gì? Chị Đoàn Trang Nguyễn một cái bao nhiêu cân? Chị Đoàn Trang Nguyễn một cái 15 cân. Chị Đoàn Trang Nguyễn một cái 15 cân. Đoàn Trang Nguyễn. Chị Đoàn Trang Nguyễn vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Chị Đoàn Trang Nguyễn vào inbox địa chỉ số điện thoại và page cho em nha. Các chị khách mới thì khỏi cần, nhưng mà khách cũ thì khỏi cần, nhưng mà khách mới vào inbox dùm em với. Đẹp lắm chị Nguyễn Chiên ạ, đẹp lắm luôn chị ạ. V1 15 cân cho chị bé chút chít một cái này. 15 cân cho chị bé chút chít một cái này. Ok, cho chị bé chút chít một cái. Chất lụa hàn 100% các chị nha, không bán chất xấu nha. Chất của nó 100% là chất lụa hàn cho em luôn. Chị bé chút chít một cái này. Ok, ok các chị. Chị nào được em đọc tên là được rồi nha. Chị nào đang xem like thì chấm bài lên giùm em với nha mọi người nha. Chấm bài lên giùm em với. Chấm bài và chia sẻ lên live stream lên giùm em với. Rồi chị nào lấy mã này các chị lên comment là V1 nha mọi người nha. V1 V1 phải giùm em. Đẹp chưa? Size này từ 7 cân đổ lên các chị ạ. 7 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại là còn size, lên comment V1 tặng cho chị đầu like giá nó 39.000. Nếu là chị nào đang xem live mình hoan hỉ chia sẻ live stream lên giùm em nha. Ok chị Đoàn Trang Nguyễn nha, ok chị, miễn là có inbox là được rồi. Miễn là có inbox là được rồi các chị ạ. Em quên mất mấy chị được quà đầu like, các chị nhớ là kèm theo đơn giúp em nha mọi người nha. Một quà 9k thì em không đi đơn đâu. Các chị phải có đủ đơn cho em nha. Ít nhất là đơn hàng 100.000 đổ lên thì em mới đi đơn. Còn nếu mà dưới 100.000 em không đi đơn đâu các chị ạ. Chọn đủ đơn giúp em nha, không đủ đơn 100.000 em xả ra đấy. Tại vì có mấy chục nghìn ship đồng giá 30k, ship đồng giá 30k giúp em. Rồi lên chị mã khác này. Cái này em còn có mấy set Quảng Châu em tặng nốt cho các chị luôn. Trời ơi view tụt quá các chị ạ. Cái này còn có 3 set hàng Quảng Châu thì em tặng nốt cho các chị luôn này. Ngay size nhỏ này em tặng cho chị luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp, đây là set thiết kế các chị nha. Set thiết kế cho em luôn. Nè đẹp chưa? Đẹp chưa các chị? 15 cân đổ lại em bao vừa nhá. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp, các chị nhìn tem mác cho em này. 15 cân đổ lại em bao vừa luôn. Đó, đẹp chưa? Xịn chưa? Size này khoảng chừng từ 8 cân đổ lên cho đến 15 cân đổ lại em bao vừa. Các chị lên comment mã này vào đây, đây là mã B1 và các chị kèm cân nặng với em, set Quảng Châu cao cấp em tặng luôn cho chị giá là 39.000. Hàng này hàng 69.000 nha, nó còn có 3 set. Size nhỏ tặng luôn 39.000, chị nào được chị lấy sướng. Chị nào mà được là chị để sướng nha, tặng luôn 39.000. Có ai mà tặng set này cho chị 39.000 không? Chỉ có em nha mọi người nha. Lên comment vào đây cho em là B1 vậy chứ. B1, B1, 39.000 đồng một set. Váy hoa kề, váy tiểu thư hả? À váy đấy, váy đấy bé chị vừa đấy, chị Đỗ Sang. Váy đấy bé chị vừa đấy. Trời ơi, không còn một miếng nước nào luôn trời. Lên comment là V1 vậy chứ em, kèm cân nặng vậy nha. V1 kèm cân nặng vậy chứ. B1 chứ. B1 giá chị là 39.000. Nhớ là chị nào đang xem live, các chị hoan hỉ chia sẻ live stream nhiệt tình đến cho em các chị nha. Em thấy view đang rất là thấp luôn. Nó bị tụt tụt view rất là thấp luôn đó chị ạ. Đó, đây từ 50 người xem mà tụt còn 25 người xem là tụt khủng khiếp luôn đấy. Tụt quá nhiều luôn. Chị Nguyễn Hoạch phải kèm cân nặng mới chốt được chị ơi, phải kèm cân nặng mới chốt được, không kèm cân nặng em không nhớ cân nặng có con các chị đâu. Cho chị Khang Phạm một set 12 cân này. Chị Khang Phạm này 39.000 các chị nha. Khang Phạm set 39.000. Chị Nguyễn Hoạch lên comment kèm cân nặng giúp em với chị ơi, em đang tặng với giá là 39.000 nữa chị ạ. 39.000 chị Nguyễn Hoạch một set này. Cho chị bé chút chít một set này. Chị nào mua được ngon quá luôn.
39.000 tặng cho hết cho rộng nhà. Chị Nguyễn Hoạch 12 cân cho chị Nguyễn Hoạch. 39.000 cho chị Nguyễn Hoạch luôn. Rồi hết nha mọi người nha, hết nha. Chị nào đang xem live mình chấm bài nhiệt tình lên giúp em với các chị ơi để ủng hộ tương tác cho em nha mọi người nha. Đây, set này hàng cao cấp này các chị ơi. Set này là set hàng cao cấp nha mọi người nha. Size này cho bé khoảng chừng em còn có 2 set tôi tặng nốt cho chị luôn. Chất đẹp phê pha luôn. Cái này thực ra là em bán hết rồi nhưng mà tại vì mấy chị có đơn mà chị không inbox các chị. Đây, đẹp chưa? Size này khoảng chừng cho bé khoảng chừng 17 cân đổ lại mặc vừa các chị em, 17 cân đổ lại mặc vừa. Set này là hàng 59.000. Nó còn có 2 set thôi, em tặng nốt cho chị với giá là 39.000. Các chị lên comment mã này và đấy cho em là mã set xanh và đấy cho em. Set xanh và đấy cho em các chị nhá, set xanh 17 cân đổ lại em bao vừa còn 2 set nữa. 10 cân cho đến 17 cân lên comment là set xanh, tặng luôn 39.000, chị nào được thì chị sướng. Đây, chị nào được thì chị sướng nhá, lên comment là set xanh và đấy cho em. Set xanh và đấy cho em. Nhớ là chia sẻ livestream với giúp em một lần với trang cá nhân và ba lần lên cái trang hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Tương tác em thấy kém quá. Mỗi đầu like các chị vào. Đầu like các chị vào đông rồi này các chị thoát hết rồi. Chưa gì mà các chị đã thoát hết rồi. Lên comment vào đây giúp em là set xanh. 39.000 các chị ạ, 39.000 bao đẹp luôn. Chất không đẹp không phê không lấy tiền các chị luôn. Set xanh set xanh 15kg cho chị Đoan Trang Nguyễn. Đoan Trang Nguyễn set xanh 39.000. Ok cho chị Đoan Trang Nguyễn set. Em chào chị Hà Tiên Nguyễn Thị nha. Lên comment vào đây xem là set xanh còn một set nữa các chị chốt nốt thì các chị 39.000 em tặng chị giá có 39.000 thôi. Lên comment là set xanh vào đấy cho em. Set xanh. Rồi các chị nha, set tiểu thư hàng cao cấp luôn. Nó còn vài set tặng nốt cho các chị luôn. Hết rồi chị Hà Tiên Nguyễn Thị ạ, 16 cân hết rồi. Thôi đợi đi, đợi em lên từ từ đi. Rồi set này còn một set các chị nha. Đây này đẹp chưa? Size này cho bé khoảng chừng 13 cân đổ lại em bao vừa cho em, 13 cân đổ lại em bao vừa. Đây là set yếm hàng cao cấp 69.000 của em đấy. Đây. Đây các chị mặc cho bé như thế này nha mọi người nha, mặc cho bé như thế này xong rồi mặc cái áo bên trong em còn sẵn cả áo chất của nó, chất đũi nhung các chị ạ, đũi nhung hàng cao cấp các chị nha. 14 cân đổ lại em bao vừa còn một set nữa em tặng nốt cho chị với giá là 69.000, em tặng nốt chị giá là 45.000. Chào lấy các chị chốt vào đây là mã set yếm vào cho em vậy nha, set yếm vào cho em. 45.000. Đây. Chốt giúp em là set yếm các chị nhá, set yếm cho em 45.000, chị nào được chị sướng. Còn có một set thôi em tặng nốt. Giá của em là 69.000 đồng một set các chị ạ. Hàng Quảng Châu nhá chị nhá, đây là hàng Quảng Châu. Chấm bài lên giúp em với chị nào đang xem live chị chấm bài lên giúp em với nhá. Set yếm. Set yếm 45.000 các chị ạ, 45.000 set yếm vào đây. Set yếm 45.000. Chị nào đang xem live chị chấm bài lên giúp em với mọi người ơi, chấm bài lên giúp em với nhá. Chị nào lấy yếm set yếm chốt set yếm vào đây. Rồi set này các chị nhá. Set này nó không phải là set yếm các chị ạ. Không phải set yếm nhưng mà chất y chang nhau luôn. Size này cho bé khoảng chừng bé nào mà gọn người là 20 cân đổ lại mặc vừa. Còn nếu mà bé nào mà tròn người thì khoảng chừng 18 cân đổ lại các chị nhá. Lên comment mã này vào đây giúp em là mã set bi và giúp em 45.000 luôn. Đây là không phải là yếm. Đây là không phải là yếm nhá. Lên comment là set bi, chất là chất đũ nhung vào đây giúp em. Set bi vào đây giúp em. Chưa nên like comment tương tác kém nhỉ. Chả lên được comment gì cả. Từ đầu like cho em bán chị toàn là giá tặng không, chưa phải là giá bán, toàn là tặng cho chị thôi. Lên comment vào đây là set bi 45.000, set bi và set yếm này đây. Rồi má này còn có một cái nữa thôi. Đây là váy tiểu thư cao cấp nha, hàng 69.000. Size này cho bé khoảng chừng 17 cân đổ lại em bao vừa luôn, còn một váy tiểu thư hàng cao cấp. Lên comment mã này vào đây cho em là váy vàng em tặng nốt cho chị giá là 49.000 đồng một váy.
49.000 lên comment là set vàng. Set bi vàng cho chị Khang Phạm một set. Chị Nguyễn Chi hôm nay không mua gì à? Khang Phạm này, ok chị Khang Phạm. Rồi má này lên comment vào đây cho em là má váy vàng rồi em. Đây là toàn hàng chốt rồi các chị ạ, toàn hàng chốt rồi nhưng mà toàn khách thôi. Cứ đơn một phải xong là mất công phải xả ra. Hàng cao cấp Quảng Châu thì xả nó 49.000 lên comment vào đây cho em là váy vàng rồi em. Nhớ là chia sẻ livestream đến cho em nha mọi người nha, một lần với trang cá nhân và ba lần với trang hội nhóm cho em. Các chị lên comment là váy vàng rồi em. Váy vàng cho chị Đoan Trang Nguyễn một cái váy vàng. Đỗ Sang bị chậm comment rồi. Chị Đoan Trang Nguyễn này. Ok chị Đoan Trang Nguyễn một cái váy vàng. Đấy nó còn ít nên là tặng cho chị chứ làm gì có giá 49.000. Không bằng nửa giá, không bằng nửa giá thị trường em bán cho chị nữa. Rồi nha, em lên áo kiểu hàng shop cho các chị luôn này. Hàng này tối qua em có lên rồi. Tối qua em có lên rồi nên hôm nay em lên thì các chị nào chưa chốt được thì các chị chốt nha. Hàng này hàng đỉnh của đỉnh luôn. Cái mẫu này em có đăng bài thì các chị ơi, có đăng bài nha mọi người nha. Sáng nay các chị chốt khá là nhiều luôn, em chốt gần hết hàng sáng nay nha. Khi mà em chốt đơn á, các chị lấy thêm nhiều lắm luôn, các chị chỉ còn ít không còn nhiều đâu. Size này cho bé khoảng chừng 20 cân đổ lại, em bao vừa và em bao chuẩn hàng shop cho chị luôn nha. Cách điệu cho em này, cách điệu cho bé cực kỳ đẹp luôn. Giá là 45.000 đồng một áo. Chị nào thích chị các chị lên comment là A1 và các chị kèm cân nặng với em. Cái này em có đăng ảnh mẫu đấy các chị, A1 nha, 45.000 em bao hàng shop luôn. Em bao hàng shop cho chị luôn, nhìn tem mác cho em này, chuẩn IDES hàng shop luôn, lên comment là A1. A1 size từ 10 cân cho đến 20 cân đổ lại bao vừa. Rộng rãi thoải mái luôn, lên comment là A1 với em. Mã áo này các chị mua về cho bé mà các chị mặc phối với chân váy giả váy gì rất là đẹp luôn. Lên comment vào đây dưới này là A1. Chị Đỗ Sang em chốt công bằng nha chị nhá. Đây này em cho chị xem luôn này, chị bảo em nói điều này. Chị nhìn chưa? Chị Đoan Trang Nguyễn trước, chị đây chị nhìn chưa? Em cho chị xem luôn này. Đó, không mất trước câu các chị bảo em câu thiên vị. Nè à, chị Đoan Trang Nguyễn trước này, chị Đỗ Sang sau này. Em chốt đúng luôn đấy. Lên comment mã này vào dưới này là A1 nha mọi người nha. 45.000 em còn có mấy cái nó hết rồi. Còn có mấy cái nó hết luôn nữa chị ạ. Lên comment vào dưới này là A1 nha mọi người nha. 45.000 đồng một áo. A1 kèm cân nặng chị bé chút chít thôi, các chị kèm cân nặng giùm em với, em không có nhớ được cân nặng của con các chị đâu. Các chị chốt trước em quên sau là sao mà em nhớ được. Đây nha, lên A1 và kèm cân nặng giùm em. A1 kèm cân nặng áo hàng xốp các chị ạ. Tối qua các chị chốt quá trời luôn. Áo đêm qua các chị chốt quá trời luôn, chốt nhiều lắm. Chốt nhiều lắm các chị ạ. Nó còn có mấy cái nữa chị thấy không? Hàng đẹp, bao xịn sò luôn. A1 phải chưa? A1 và kèm cân nặng nha, đừng không kèm cân nặng không biết đường nào mà chốt đâu. Chấm bài lên giúp em với nha mọi người nha. A1 15 cân cho chị bé chút chít một cái này. Chị bé chút chít thích màu trắng không hay là màu nào? 15 cân là màu trắng đấy, thôi màu này chị màu này đi. Đây nha, 15 cân này đẹp chưa, màu nào cũng đẹp quá chị ạ. A1 vậy đây. Còn mà váy tiểu thư kia, còn mà em xem nóng cái kiểu đấy thì còn không. Chị nào lấy A1 lên comment A1, 45.000 là một áo hàng cao cấp với hàng shop. Cái gì thích lên gì em lên cho mọi người, thích lên gì em lên cho. Chị bé chút chít này, 45.000 này, ok chị bé chút chít này. Rồi nên comment là A1 vào đây kia. Ôi má này đẹp với mong chị nào chốt à. Hôm qua mà không có hàng để mà chốt luôn. Hôm qua còn hết size to để mà chốt luôn. Mai trắng à. Thế mai comment lên nhá, thích màu nào comment lên trước đi nha. Nếu mà không vừa thì em không chốt, mà vừa thì thôi comment trước lên nha. Ví dụ các chị thích trắng, các chị nói là các chị thích trắng đi, ví dụ như vậy đi. Thế em đỡ mất công phải bỏ ra bỏ vào. Ví dụ như không vừa thì em mà không vừa, mà ví dụ vừa thì em lấy luôn đỡ mất công. Nên là ít khách đây, nay ít khách thì hơi đông khách em làm cũng kịp đầu. Đây, đổ chị cái màu trắng đây này. Chị Nguyễn Cẩm Nguyễn Thị. Nguyễn Cẩm Nguyễn Thị nay có ủng hộ cái gì không? Nay có ủng hộ cái gì cho em không? Đồ lên pyjama.
Em pyjama cho chị nha, chấm bài đi giúp em với mọi người ơi. Cho em xin nút thích like cho chị. Nay em chả muốn gào, thì nay em mệt lắm này. Nay em bị khàn tiếng. Em cứ nói nhiều là bị khàn tiếng đó chị. Pyjama này, pyjama viền cổ. Không phải cổ bẻ mà là viền cổ, rất là đẹp luôn. Pyjama này giờ ít hàng, chị không còn hàng mà lấy luôn ạ. Hàng này giờ về rất là ít luôn. Size này cho bé khoảng chừng 22 cân đổ lại em bao vừa nha, 22 cân đổ lại em bao vừa luôn. Các chị lên comment mã này với em là B1 và các chị kèm cân nặng với em, đẹp chưa? Nếu mà bé nào mà tròn người chỉ 20 cân thôi, còn nếu mà bé nào mà vừa người thì 22 cân đổ lại em bao vừa lên B1 giá là 49.000 là một bộ. Chất không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. Em mua ngoài thị trường là 85.000 là một bộ, là quần đồ ngắn đấy các chị ạ, còn chưa tính đồ dài. Như này em bán chị lên một bộ dài như này 49.000. Lên comment là B1 và kèm cân nặng với em. Size cho bé khoảng chừng từ 12 cân đổ lên. 12 cân đổ lên cho đến 22 cân đổ lại em bao vừa, nó đẹp chưa? Nè, chất này phê pha luôn, B1 rồi em không có nhiều đâu. Chỉ có ít thôi, không có nhiều chứ. Lên comment là B1 rồi em. Em chào chị Quỳnh Trang Anh Thư nha. Xí muội fan này không mua gì à? Lên comment vào đây em là B1 rồi em. Size to là bao nhiêu cân hả chị ơi? Size to là em có mã kia chị ạ. 25 cân này em có mã kia thì Nguyễn Chiên, là chị Nguyễn Chiên còn lấy 25 cân thì em có mã kia mà có cổ của. Các chị lên comment là B1 cho em nha, giá chỉ có 49.000 thôi. Chất đẹp thê pha luôn. Em chào chị Kim Băng nha. B1 kèm cân nặng với đây. Trời ơi, mã B1 này đẹp lắm các chị ạ. May là trời thời tiết nó lạnh rồi. Các chị mua mấy cái đồ dài tay này cho con mặc nó quá là hợp lý luôn rồi. Đẹp lắm. Đẹp lắm mà những chị size nhỏ lại không chốt. Đẹp lắm mà chị size nhỏ lại không chốt. Đây nè, má này này. Cơ lạ nhỉ, nay nên pyjama không chốt được bộ nào, lạ thật luôn ạ. Đây này, mã này 25 cân vừa này, mã này lên comment là B2 của Duyên. 49.000 luôn. 49.000 lên comment B2 nhá, giá 49.000 luôn. Ô cái chất của nó mướt mượt luôn các chị ạ, chất của nó mướt mượt luôn á, quá đẹp luôn. Đẹp chưa? Chị nhìn này, nhìn thoáng qua các chị biết đẹp rồi, mã này 25 cân vừa. Lên comment là B2. B2 này em còn có mấy bộ là hết rồi. B2 còn có mấy bộ là hết rồi. Chất nó mềm như là cái gì luôn á, đẹp lắm. Em nói thật các chị, nhận cái bộ này 49.000 các chị không tin được mà bộ này giá 49.000 luôn ạ, vì nó quá đẹp luôn đấy ạ. Quá đẹp luôn, lên comment là B2 để xem. Em có cặp pyjama của bé trai đấy chị ơi, má này trai gái đều mặc được hết luôn em. Đây pyjama của bé trai này, lên comment B2 nha. B2 cho chị Nguyễn Chiên một bộ này. Chia một bộ B2. B2 kèm cân nặng các chị nhá. Không có 36 cân chị ơi. 36 cân không có đâu. B2 13 cân cho chị Kim Băng một cái một bộ này. Ok cho chị Kim Băng bộ màu xanh này. Chị Kim Băng vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nhá. Có đơn các chị inbox địa chỉ số điện thoại và vết cho em, đừng chốt chơi nha mọi người nhá. Em bán chị giá rất là rẻ luôn, chị Kim Băng B2. Ok, chị Nguyễn Chiên 25 cân chị ạ. Em lấy 25 cân cho chị mà. Má này các chị lên comment vào đây xem là B3 của em. B3 nhá, B3 của em. Đây, đẹp chưa? B3. B3. B3 của em, size cân nặng y chang nhau luôn, 49.000 luôn các chị. Đây, B3 của em. Mấy vàng em sợ hết rồi chị ơi. Đâu phải là còn đâu, nó còn ít em mới xả với chứ đâu phải còn đâu. Lên comment mã này duyên là B3 nhá, tí còn mã khác chứ hết mã này tí còn mã khác. Tí còn mã khác chứ ạ. B3 duyên nha mọi người nha, B3 duyên. 49.000 luôn. Nhớ là chị nào đang xem live chia sẻ live stream với duyên nha mọi người nha. Hôm qua pyjama này được qua Mỹ luôn các chị ạ. Hàng được gửi đi Mỹ luôn. B3 ở đây.
B3 cho chị Kim Băng. Chị Kim Băng vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại đi chị Kim Băng ơi. Chị Kim Băng vào inbox địa chỉ số điện thoại nha. Các chị không chốt chắc chắn xả đơn một lần sau em không chốt lại đâu chị. Em là vậy đấy. Em không có khó khăn gì với chị nào hết nhưng mà phải chốt chắc chắn, xả đơn một lần là sau không bao giờ chốt lại nữa. Lên comment là B3 chấm bài cho em với chị ơi. Khàn tiếng quá. B3 rồi chị. Em chào chị Phạm Thị Hạnh nha. Cái này bị khàn tiếng quá. Đây váy tiểu thư này em còn 2 cái, chị còn 2 cái. Size cho bé từ 10 cân đổ lên đó chị ạ. Có đầm vải thô. Có đầm vải thô hàng. Là sao chị Bình Dung Yến chưa hiểu. Chị con em yếm đeo bao nhiêu cạnh bộ yếm chứ? Chị xem con yếm đeo trên cặp bộ chấm bi đen. Em chưa nhìn nó làm cái gì cơ chứ em không đi tìm đâu. Em không đi tìm đâu, cái gì em nhìn thì em lên mà không thôi. Đây nha mọi người nha, size này cho bé 15 cân đổ lại em bao vừa váy tiểu thư cao cấp này, váy Quảng Châu này. Em xả luôn chị 49.000 đấy, chị nào lấy lên comment vào đây giúp em là váy tiểu thư. Váy tiểu thư và kèm cân nặng 10 cân cho đến 15 cân đổ lại bao vừa đẹp chưa? Hàng này không bao giờ có hàng 49.000 em xả chị nó vài cái xả cho chị cho vui thôi. Chị nào mua 69.000 đừng ganh nhau về giá nhá. Nó còn vài cái trả nốt cho chị hàng lẻ size. Váy tiểu thư có 2 cái thì chị nào chốt nhanh được chậm tay hết. Lên comment vào đây cho em là váy tiểu thư chị ơi, váy tiểu thư rồi đây. Váy tiểu thư 49.000 bán chị để lấy tương tác thôi chị ạ. Chứ còn lãi lời thì cái váy này 49.000. Chị Đỗ Sang kèm cân nặng nên rủ mềm cái. Không kèm cân nặng chị khác chốt, em chốt chị khác mất công lại nói. Các chị kèm cân nặng nên em sao nhớ được cân nặng của con các chị được. Rồi cho chị Đỗ Sang một cái này, váy tiểu thư 49.000 này. Còn một cái nữa các chị ơi, còn một cái nữa, một cái size nhỏ nữa. Đỗ Sang một cái 49.000 này. Cái đơn hàng treo trên tường cúc trắng. À cái váy đó nó size nhỏ chị ơi. Váy đó nó size nhỏ mà. Váy đó nó size nhỏ mà. Rồi mã hai chị nha. Váy này nó còn có sát sót một cái hàng lẻ size này chị ơi. Đây là toàn là khách không inbox xong rồi cứ xả đi xả lại. 15 cân đổ lại em bao vừa mã váy này luôn, còn có một cái em tặng nốt trị giá là 35.000. Lên comment với dưới là 35 xanh với dưới em nhé, 35 xanh với dưới em. 35 xanh với dưới em. Cái váy này hả, cái váy bên đấy hả chị, cái váy bên đấy đúng không? 35 xanh với dưới em, chốt em là 35 xanh với dưới em, 35.000 một cái. Lên comment đúng mã là 35 xanh các chị ơi. Chị Đỗ Sang 15 cân là cái gì đấy chị Đỗ Sang? Có phải lấy váy xanh đúng không? Ba mươi lăm xanh cho chị Đoàn Trang Nguyễn này. Đoàn Trang Nguyễn. Đoan Trang Nguyễn một váy 35.000 ok chị. Chấm bài này cho em với chị ơi, chấm bài này cho em với. Cái này còn một set tiểu thư hàng cao cấp này các chị ơi. Set thiết kế hàng cao cấp luôn này, đẹp chưa? Xịn sò chưa, chị xịn chưa? Size này cho bé khoảng chừng 16 cân đổ lại em bao vừa nha. Chất của nó mềm còn hơn là gì luôn á. Hàng 59.000 còn một set nữa sẵn luôn, trị giá là 39.000. Lên cho em vào đây là mã set hoa rồi cho em nhá, set hoa rồi cho em. Set hoa rồi em xả đôn cho chị giá là 39.000 đồng một set hàng thiết kế cao cấp. Vì nó còn một set là xả đại chị để làm gì. Đẹp chưa? Mặc lệch vai như thế này lên comment là set hoa.
À set đấy là set đu nhung đúng không? Set đu nhung đấy chị ơi, set đấy là set đu nhung, em còn có một set á. Set đu nhung á, set này đúng không? Đây là set đu nhung hàng cao cấp, cái gì đu nhung hàng cao cấp, em còn có một bộ em bảo để cho con em mặc mà em quên em chưa đưa cho nó đấy. Đây là set đu nhung hàng cao cấp. Set hoa 15 cân thì bé chít chít này. Bé chút chít 39.000. Đây đúng không? Set đũi nhung này đúng không? Cái này là set đũi nhung hàng cao cấp đây, chị nhìn này, đũi nhung hàng cao cấp cho em luôn nhá. Hàng này là 69.000 đấy, size này cho bé khoảng chừng 20 22 23 cân đổ lại em bao vừa luôn. Cái này khoảng chừng từ mười mấy cân đổ lên cho đến 22 23 cân đổ lại em bao vừa. Có váy body không? Hết váy body rồi. Chị nào lấy comment vào đây là mã set xanh với em nhá, set xanh với em hàng 69.000 sẵn đốt chị một set cuối cùng với giá là 49.000. Chị nào mua được là ngon luôn á, tại vì em tính để nó cho con em mặc nhưng mà em đang treo làm mẫu đẹp chưa. Set đũi nhung đây, lên comment là set xanh xả nốt, trị giá là 49.000 đồng một set. Có một set xả nốt chứ đừng ganh nhau về giá nhá, đừng có ganh nhau, chị nào mới mua 69.000 mất công. Lên comment nói set xanh rồi gì. Set xanh chấm bài chia sẻ livestream với em mọi người ơi. Đây nha, mã này nha, váy hàng Quảng Châu cao cấp này. Size này khoảng chừng cho bé từ 9 cân cho đến 12 cân đổ lại em bao vừa, đây là váy Quảng Châu cao cấp. 69.000 còn một cái tặng nốt chị với giá là 40.000, lên comment với Gen là 40. Váy hoa với Gen, mã này lên comment là váy hoa với Gen. Váy hoa, váy hoa, váy hoa. Không, 9 cân không vừa đâu chị. 9 cân mặc rộng đấy, 9 cân mặc hơi bị rộng. Hơi bị rộng một tí. Mua về để dành ít bữa mặc cũng được. Tại vì chị biết sao em tư vấn 22 cân là form baby doll, tại vì nó có bo chun như thế này này. Đó, mặc tới đâu nó sẽ bo ra như thế này. Mua về để dành cũng được, ít bữa nó mặc cũng được có sao đâu. Lên comment mã này duyên là váy hoa nha, xả nốt trị giá là 40.000 đồng một váy. Lỗ rất là nhiều luôn chị ạ, hàng này hàng Quảng Châu chất đuổi tàu. Váy hoa rồi duyên. Chị nào chưa nay mua được hàng thì có sướng. Em có một cái set tiểu thư này 9 cân vừa này, chị có lên không? Thích lên em lên set tiểu thư đấy. Cho chị Nguyễn Hoạch váy hoa này. Nguyễn Hoạch váy hoa 40.000 này. Ủa chứ cái set này em xả 40.000 không chị nào lấy ơi chị. Xả set này 40.000 không chị nào lấy, em thấy lạ thật đấy. 49.000 lộn, em xả 49.000 không chị nào lấy á. Lên comment mã này, trời ơi cái mã này đẹp lắm các chị lấy đi, em nói thật sự luôn, nó còn có một set em xả chị 49.000 đấy. Cái này mặc vào nó mát lạnh luôn các chị ạ. Đũi nhung mà hàng cao cấp mà các chị nghĩ sao mà có 49.000 các chị. Các chị đi ra thị trường các chị mua một cái áo này nó phải 100 mấy gần 200 đấy, là hàng cao cấp mà. Hàng này các chị kiếm mua còn không có luôn á, chất đũi nhung này kiếm mua còn không có luôn á. Thôi em lên từ từ thôi, em không có chạy theo các chị đâu. Em thấy cái gì thì em lên thôi. Thấy gì lên không chạy theo các chị đâu. Chạy theo các chị có mà em tụt view chết. Đây nha mọi người nha, set này nha. Size này cho bé khoảng chừng từ 9 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 13, 14 cân đổ lại em bao vừa. Lên comment mã này với lên cho em là mã váy hoa hình trái cherry ấy chị ơi. Hình trái cherry lên comment là váy hoa đi. Đại váy hoa đây, hàng Quảng Châu cao cấp. Còn một cái xả nốt trị giá là 40.000 nên là hàng 69.000. Lên comment là váy hoa chất không đẹp không lấy tiền. Ok chưa? Không đẹp không lấy tiền, lên comment là váy hoa. Váy hoa, váy hoa, váy hoa. Đây này, mấy cái size nhỏ nhỏ này chị cũng có thể chốt được nè. Rồi chị nào lấy váy hoa chốt váy hoa nhá, xả trị giá là 40.000. Không đẹp không lấy tiền luôn, váy hoa rồi gì. Váy hoa nó còn một cái nên em móc lên mẫu vì nó đâu còn hàng đâu. Cái này nó còn có lẻ size có một cái thôi, em móc lên cho nó đẹp vậy thôi các chị ạ. Chị nào lấy thì chốt nhá, chốt váy hoa rồi gì. Đây có chị nào lấy váy hoa không? 40.000 xả luôn, chị giá 40.000 đấy, có chị nào chốt thì chốt, đẹp lắm. Rồi váy hoa cho chị Đoan Trang Nguyễn này. Em xả cho chị lộ mấy chục nghìn một cái đấy, tại vì nó còn lẻ size có một hai cái. Em xả gọi như là để thu hồi vốn được đồng nào thì được thôi.
còn một cái nó cũng khó bán lắm chị ạ. Nhiều khi một cái nó không có cái chủng cân nặng nó cũng khó bán lắm. Lúc nào hàng bị một cái cũng xả rẻ đó chị. Tối qua có váy này nè mà 4 ký. Tối qua chị nói váy nè, váy hoa chị Đoan Trang Nguyễn này, chị Đoan Trang Nguyễn đầu tiên. Chị Đỗ Sang vì mạng yếu rồi, toàn thua chị Đoan Trang Nguyễn thôi. Chị Đỗ Sang bị mạng yếu rồi đấy. Nãy giờ em thấy chị chốt hụt mấy phát rồi đấy, chốt hụt mấy phát rồi hết. Bởi vì em nói các chị không chia sẻ livestream cho em thì làm sao mà lên được comment được các chị ơi. Chia sẻ livestream cho em đi để không bị ẩn comment nha mọi người nha. Mày có một cái này set này đẹp chưa? Set đũi này, hàng cao cấp này. Trời ơi, size này cho bé khoảng chừng từ 8 cân cho đến 8 cân cho đến 10 cân các chị ạ. 8 cân cho đến 10 cân đổ lại em bao vừa set đũi cao cấp đẹp chưa? 8 cân, 7 cân cho đến 10 cân đổ lại em bao vừa lên comment lên set đũi. Còn một set nữa tặng cho chị giá là 35.000, lên comment set đũi không đẹp không lấy tiền luôn. Đây, set đũi vào đấy cho em. Nhớ là các chị chọn đủ đơn dùm em các chị nhá, đừng chọn một hai sản phẩm đi ra. Mệt lắm các chị ạ. Các chị thấy em khàn hết cả tiếng này, không nói chuyện được luôn. Chị Đoan Trang Nguyễn là chưa chia sẻ livestream cho em đấy. Em mà là phát nữa mà không chia sẻ livestream cho em đấy, nhường cho chị Đỗ Sang. Đấy, chị Đỗ Sang đang chia sẻ livestream cho em. Chị nào mà không ngon thì chia sẻ livestream tí, cứ người mã nào đẹp thì là em sẽ nhường cho chị chia sẻ livestream kể cả comment trước luôn. Ok chưa? Chơi vậy mới công bằng các chị ạ, chơi vậy mới công bằng. Chị Nguyễn Hoạch xét đũi lên đi. 12 cân cũng vừa luôn đấy, tại vì cái hàng này hàng bo chun. Chị nào tí cũng chia sẻ livestream cho em nhường cho chị nào chia sẻ. Vậy đi các chị mới chia sẻ, còn các chị toàn tiếc với em được chia sẻ. Các chị mà tiếc với em được chia sẻ thì em cũng tiếc lại với chị luôn. Chơi vậy mới công bằng, có qua có lại mới vừa lòng nhau đúng không chị? Mất công các chị kia bảo là chị đó không chia sẻ mà cứ chốt cho chị đó thôi, mất công, chơi công bằng. Mã nào em bán ăn chốt hết, mã nào cứ tặng là em ưu tiên cho khách chia sẻ. Cho chị Nguyễn Hoạch này. Cho chị Nguyễn Hoạch xét đủ 35.000. Khàn tiếng quá, các chị bị khàn tiếng quá luôn à. Nên vậy, đây, xét thiết kế nha chị nha. Đây, lên xét hàng cao cấp đây. Chị nào chưa được hôm qua các chị chốt. Trời ơi, nó đẹp phê pha nữa, em nghĩ là cái mã này mà chị nào không chốt thì em nói thật chỉ có tiếc đứt ruột luôn các chị ạ. Vì nó quá đẹp luôn, chất em bao cho mọi người, chất hàng chuẩn, hàng loại một luôn. Không bao giờ em bán hàng vớ vẩn. Em đây không bao giờ bán hàng vớ vẩn. 20 cân đổ lại, 8 cân đổ lên, 20 cân đổ lại. Lấy em set 49k nhưng xanh hồi nãy 22 ký đi chị. Ủa chị Châu Vững thì lấy cho ai vậy? Châu Vững lấy cho ai? Ok chị Châu Vững nè. Vũ Nhung. Đây cho chị Châu Hồng Vững này, chị lấy cho ai vậy? Thấy con chị 30 cân mà. Đẹp lắm chị Châu Hồng Vững ạ, đẹp dã man luôn. Ok chị nha. Cái này mua cho cháu thì nó thích quá luôn. Cho nó 50.000 nó không thích đâu các chị ạ. Các chị cho nó 50.000 nó không thích đâu, mà các chị cho nó bộ đồ này là nó thích đấy. Châu Hồng Vững này, 49.000, ok chị. Rồi, mã này các chị nhận đâu rồi? Lên comment mã này phải đây ra là B1, em chỉ còn có mấy bộ, không còn nhiều đâu. Hôm qua em lấy nhiều lắm nhưng mà em giao xỉ hết rồi các chị ạ. Đây, 20 cân đổ lại em bao vừa đẹp chưa? Chất cho em này. Co giãn, bé nào mà tròn bụng thì chỉ chừng 17-18 cân thôi. Các chị tự biết đường trừ cân nặng của con mình ra nhé chị nhá. Bé nào mà vừa người thì 20 cân đổ lại, còn bé nào mà tròn người chỉ tính 17 cân thôi. Đẹp chưa? Lên comment vào đây là B1, giá chị là 49.000 đồng một set. Không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. 49.000 đồng một set lên B1. Bộ ngố chị nha, đây là set bộ ngố. Rất là đẹp luôn, B1 nè, B1 vào đây cho em. Xịn không? Nguyên một set như thế này có 49.000. Nhà em không đồng kiểm chị ơi. Các chị tin tưởng thì mua, nhà em không đồng kiểm nhá. Phí đồng kiểm 15.500 em không cho đồng kiểm được vì em bán lại quá ít. Người ta bán chị lãi nhiều thì đồng kiểm được, nhà em không đồng kiểm. Các chị tin thì các chị mua thôi, nếu các chị không tin tưởng các chị có thể xem, khi nào tin tưởng thì mua cho mọi người nha. Hàng nhà em bán ở trên live sao nhận hàng y làm vậy?
Không bao giờ bán hàng vớ vẩn. Ok chưa các chị? Không bao giờ bán hàng vớ vẩn. Lên comment là B1 với em. Khi nào các chị chưa tin tưởng thì các chị có thể cứ xem like thôi. Đến khi nào mình tin tưởng thì mình đặt vào em không đồng kiểm nhá. Lên comment là B1 với em. À 30 cân có chị Minh Đào Vũ, 30 cân mã khác chị nhá. Mã khác nó y chang vậy nhưng mà mã khác. Rồi chị nào lấy B1 lên comment B1 em còn có mấy bộ là hết rồi. Bán tăng chị giá 49.000. Nè cái này còn có 2 4 5 5 bộ nữa các chị ạ, còn có 5 bộ nữa thì là hết rồi. Mình lên comment vào đây gen là B1 vậy gen. Hello chị Kim Diệu. Kim Diệu lâu rồi không thấy ủng hộ em gì chị Kim Diệu ơi. Lâu rồi không thấy ủng hộ em gì à. Lên comment vào đây gen là mã B1 vậy gen. Đúng rồi, hàng nhà trang chất lượng lắm mọi người ơi. Cảm chị Đào Lê. Chị Đào Lê nhận hàng hết chưa? Chị nhận hàng hết chị Đào Lê. B1 13 cân cho chị Kim Băng một bộ này. 13 cân á. 13 cân. 13 cân lấy màu gì? Chọn màu á. 13 cân cam vàng có nghĩa lấy 2 bộ hay sao hả chị Kim Băng, em chưa hiểu nha. Chị 2 set B1 hồng, hồng và vàng 9 cân. Gì? Chị 2 set B1 hồng vàng 9kg và hồng vàng 16 cân. Lại không hiểu comment nữa luôn. Không hiểu comment của các chị luôn. Chị Kim Băng 2 bộ đúng không? Em đang không hiểu comment đấy. 2 B1 13 cân cam với vàng. Thôi đừng chọn màu chị ơi. Đừng chọn màu, không có màu đâu mà chọn chị ạ. Không có màu chọn, có vài bộ thôi, đồng ý thì em lấy chưa? Đồng ý thì em lấy, không có màu đâu chọn. Bây giờ 9 cân có hai màu này được không? Được thì ok, chúng em không còn màu đâu mà chọn. Đây này. 9 đây này, 13 cân là có màu màu này này, hai màu này thì được ok thì em lấy cho. Còn chị Quỳnh Trang Anh Thư này 13 cân em còn màu hồng với màu xanh này, được thì em lấy, còn không được thì thôi. Còn màu đâu chọn, đây là size to xảo mặc. Size to xảo mặc được. Còn chị chọn màu không đúng rồi. Rồi nha, hai chị ok thì em chọn thôi, không em không chốt ở đâu chị ạ. Hết rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Đào Lê nha. Thế này không mua gì hả? Đẹp mà nay không mua gì ủng hộ em à? Ok chị, ok chị Minh Đào Bùi nha. Xong mã này nó lên 30 cân cho chị chọn luôn. Rồi nha, chị nào lấy mã nào chốt mã đấy cho em. Màu nào cũng đẹp mà các chị. Mẹ màu nào cũng đẹp cho em này. Tiếp có 49.000 đồng một bộ. Rẻ hơn một tô phở chị ạ. Rẻ còn hơn cả một tô phở, nhìn cho em này. Sọc viên Burberry này. Xịn chưa? 49.000. Bây giờ em có màu giống nhau thì sao mua giống nhau được. Em đâu có màu giống nhau đâu, mua giống nhau. Tới nó kiểu giống nhau là được rồi chị ạ. Thôi nha, vậy thì không chốt nha, không có chốt cho chị nào nha. Trời ơi, em bán cho chị có 49.000, chị mua thị trường bộ này là trăm mấy. Chị mua, các chị mua thị trường 120.000 là một bộ không đẹp như của em. Em dám bảo đảm với chị luôn. Rồi cho chị Kim Băng nè. Rồi chị Kim Băng 2 bộ là gì? Kim Băng 2 bộ 13 cân. Ok chị Kim Băng 2 bộ. Chị Kim Băng 2 bộ 13 cân đúng không? 13 cân. Ok, Kim Băng 2 bộ này đi. Cho em với chị ơi, tôi Kim Băng 2 bộ này đến xem size. Xong mã này lên size to cho. Đẹp thì các chị nhìn dáng áo nó hơi crop top với chị ạ. Dáng áo kiểu dáng áo crop top á. Cái quần của nó lại quần lưng cao.
13 cân nhưng mà bé chỉ có ú lắm không? Chị Kim Băng rồi bé chỉ có ú lắm không? Tại vì em nhìn cái form này form nhỏ quá. Em nhìn form này form nhỏ quá, em lấy cho chị hai bộ size to hơn một tí đi. Bé chị có ú người không hay là sao? Tại vì form em nhìn form hơi nhỏ. Chấm lên comment giùm em với nhá, để em lấy chính xác mất công về bé mặc không được. Thì form em nhìn form nhỏ. Thôi lấy cho chị hai bộ số này đi. Hai bộ số to đi, tại vì form em form nhỏ, form em form nhỏ. Nhưng mà form này form nhỏ, kệ lấy chị cho số to hơn một tí đi. Thế vậy chị ấy lấy cũng được đây, chị Quỳnh Trang Anh Thư ạ. Cho chị hồng và vàng đúng không? Vậy nha, cho em cho chị Quỳnh Trang Anh Thư một bộ màu hồng, một bộ màu vàng nhá chị nhá. Nhá. Chị Quỳnh Trang Anh Thư em cho một bộ màu hồng, một bộ màu vàng nhá, tại vì form này form nhỏ mặc được đấy. Nha, chị Quỳnh Trang Anh Thư nha, lấy chấm lên giúp em với. Cho chị Kim Băng hai bộ đi. Mất công lấy nhỏ quá về mặc không được, mất công. Form này form nhỏ. Chị Kim Băng hai bộ 49.000 này, rồi chốt chị Kim Băng nhá. Chốt chị Kim Băng. Hello chị Nhàn Lê nha. Rồi chị Quỳnh Trang Anh Thư comment lên lại giùm em với chị Quỳnh Trang Anh Thư ơi, lấy màu vàng không em lấy cho nè. Nè có lấy màu vàng không em lấy cho nè. Màu vàng với màu hồng đúng không? Màu vàng 16 cân với màu hồng đúng không? Em nhìn rồi cái form này form nhỏ. Form này form nhỏ mặc được đấy, bé xíu à. Form này nó form nhỏ. Comment lên lại giùm em với. Chị Quỳnh Trang Anh Thư comment lên lại giùm em với. Em đang đợi đấy. Có nghĩa là chỉ lấy 2 set hay là sao? Ồ, họ comment lên lại. Mãi không comment lên cho em. Chán thật. Comment lên em chốt cho. Đây này à, bộ y chang vậy mà size khác hả các chị ơi. Nó cũng 3D y như vậy luôn. Còn có 3 bộ nó là hết rồi. Còn có 3 bộ nữa. Size to còn có 3 bộ là hết. Đây nhá, 30 cân đổ lại em bao vừa này. Mã này lên comment, mã này vào đây cho em là mã B2 đi các chị ơi. B2 cho em nhá, 55.000 đồng một bộ. Mã này lên B2 cho em nhá, B2. Đấy, đẹp chưa? Nha. 3D y chang vậy luôn, lên comment là B2, 30 cân đổ lại vừa. Mã này 20 cân cho đến 30 cân đổ lại lên 3B2. Chấm bài lên cho em với mọi người ơi, chấm bài cho em với. B2 ở đây. Tự nhiên hỏi chị chẳng trả lời gì luôn. Chán các chị thật luôn. Em hỏi các chị mà các chị ngồi im thin thít luôn. Chẳng chị nào nói năng gì. Rồi chị nào lấy B2 chốt B2 các chị nha, em qua mã đấy. Tự nhiên hỏi các chị xong bắt đầu xuống view, tụt view luôn. Em nhiệt tình với các chị mà các chị chẳng trả lời lại được một câu. Em tìm hết hơi rồi, các chị không lấy, các chị bảo không lấy, các chị cứ ngồi im là mà cứ ngồi em đợi. Rồi, set vest này em còn có mấy set nữa này, chị nào lấy chốt vào đây cho em các chị nhá. Ra này còn sai bao nhiêu ta? 8 cân đổ lên nhá. Mã này 8 cân đổ lên cho em. Ôi, còn chị nào đang xem live, các chị ơi, còn chị nào đang xem live không ạ? Các chị có muốn em live tiếp hay là nghỉ live, mọi người hỏi không một chị nào trả lời luôn.
tự nhiên ngồi im luôn, không một người nào comment luôn, sợ thật luôn đấy. Tự nhiên đang like một mã, tự nhiên em mỗi tìm hàng các chị kia các chị ngồi im luôn, không chị nào trả lời luôn. Ít gì các chị em like, các chị có tương tác với em một tí, em hỏi không một chị nào trả lời luôn thì em like kiểu gì được. Ngồi like nói chuyện một mình luôn, nản luôn các chị ạ. Bởi vậy nên là chẳng có lên theo yêu cầu của chị nào hết. Em thích thì em lên thôi. Đơn giản như chị Quỳnh Trang thôi, em hỏi là có lấy hay không. Lấy hay không hỏi trả lời giúp em, chị ngồi im chị không nói năng gì luôn. Trong khi đó em cứ ngồi em tìm hàng của chị. Em nhiệt tình với các chị tí thế mà các chị chả nhiệt tình với em tí nào cả. Rồi nha mọi người nha, không lấy thì bảo là chị không lấy đi để em đỡ phải mất công em ngồi em chờ. Lên comment mã này vào đây giúp em là mã B3 ở giúp em nha, B3 ở giúp em. Size này cho bé khoảng chừng 17 cân đổ lại em bao vừa luôn. Lên comment là B3, 49.000 đồng một set. B3 các chị nhá, 8 cân cho đến khoảng chừng 17 cân đổ lại bao vừa luôn. Lên comment là B3. Nên là set vét các chị ạ, chất bao đẹp cho chị luôn. B3 để duyên. Nhớ là chị nào có đơn inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại và page cho em nha mọi người nha. Đem lên váy cho các chị đi. Lên váy cho chị đi, các chị thấy không? Cứ mỗi lần mà khó chịu một cái là bị tụt cả view. Các chị nghĩ chắc các chị vào các chị nghĩ này, con này nó bán hàng chắc là khó chịu lắm. Lên comment mã này cho em là B3 rồi chứ. Chân váy hoa này các chị ơi, chân váy hoa này đẹp chưa? Xịn chưa? 59.000 đồng một chân váy nhá. Chị nào lấy chân váy các chị chốt chân váy với em, size này 10 cân cho đến 20 cân đổ lại mặc vừa chị ạ. 10 cân cho đến 18 cân thôi, em hết size 20 cân rồi. 10 cân cho đến 18 cân đủ lại em bao vừa, nó có túi cách điệu nữa chị thấy không? Đẹp không? Đó. Lên comment vào đây là chân váy và kèm cân nặng với em. Chân váy kèm cân nặng, cái này size nhỏ nhất của nó 8 cân các chị. Nhỏ nhất của nó 8 cân cũng vừa luôn. À cái này còn 20 cân này các chị ơi, còn size 20 cân này. Còn size 20 cân đấy, lên comment là chân váy nhá, 59.000 đồng một cái chân váy đấy. 59.000 đồng một cái chân váy, lên comment là chân váy vào đây chị. Chân váy vào đây cho em nhé. Cái này hàng Quảng Châu cao cấp thôi chị ạ. Chốt cho em là chân váy nhé mọi người nhá. Chốt cho em là chân váy nhé. Váy chân váy về đi. Xét chân váy đen sau 12 cân vừa không? Vừa chị ơi, cái đấy vừa mà. Cái đấy là em tự phối đấy chị ạ. Nó là cái áo lẻ với lại cái chân váy em tự phối 12 cân vừa đấy. Cái chân váy đó, cái đấy là quần giả váy để 49.000 với lại cái áo lẻ nó riêng vậy nhá. Chứ không phải là xét đâu, cái đấy em tự phối đấy. Nên comment là chân váy thì nào là chân váy, nên comment chân váy nên là váy đấy chị ơi. Nên váy chị nào chốt thì chốt này. Đây váy em còn có vài cái, còn có 2-4 cái đấy, còn có 4 cái đấy. Áo kiểu hồi nãy A3. Em chả nhớ chị Đào Lê nó là kiểu gì. Ôi chị nhá, lên má này vào đây cho em là mã V1 vào đây cho em chị ơi, V1 phải cho em nha mọi người nhá, V1. Size này cho bé khoảng chừng từ 13 cân đổ lên các chị nhá, 13 cân đổ lên cho đến khoảng chừng
22 cân đổ lại là dành cho bé nào mà vừa người, còn bé nào mà cao thì khoảng chừng 22 cân đổ lại em bao vừa, đẹp chưa? Lên comment vào đây cho em là mã V1 cho giúp em nha mọi người nha, V1 cho em. Giá cho các chị là 49.000 đồng một váy chất lụa Hàn cao cấp các chị ạ. Cái tay của nó hơi cánh rơi một tí, đẹp chưa? Đẹp chưa? Xịn sò chưa? Lụa cao cấp. Lên comment là V1 các chị nhìn này, đằng sau hở hở này. Xịn chưa? V1 V1 phải cho em nhá. V1 V1. Ăn bom chị, ăn bom. Bán hàng là sao mà tránh được bom, là ít, em ít bom lắm. Lên comment vào đây cho em là V1 49.000 các chị ạ. 49.000 là một váy chất bao đẹp luôn. Ai mà bán hàng mà chả gặp bom, bom ít thì bom nhiều thôi. Chị nào lấy V1 chốt V1 các chị nhá, V1 tới đây. V1 49.000, mọi lần trước em không có váy mà bán luôn ạ. Mấy lần trước không có váy mà bán luôn ạ. May là mới về thêm váy. Tự nhiên ngồi im nhỉ, tự nhiên chẳng chốt được cái gì luôn. Qua 3 mã luôn rồi. V1 ở dưới em. Chị nào có đơn inbox địa chỉ số điện thoại và page cho em thì em chuẩn bị nghỉ like đây, không like đâu. Trả lên comment gì. V1 cho chị Đoàn Trang Nguyễn một cái mới xanh. Mười năm cân này. Ok cho chị Đoan Trang Nguyễn một cái này. Bốn mươi chín thì kèm cân nặng các chị ạ, phải kèm cân nặng mới chốt được. Chị Vũ Minh Bông kèm cân nặng dùm em với chị ơi, phải kèm cân nặng mới chốt được. 15 cân cho chị Đỗ Sang một cái này. Phải kèm cân nặng mới chốt được. Đỗ Sang một cái 49.000 này. Chị Đỗ Sang có rồi nhá. Vũ Minh Bông kèm cân nặng đấy cho em, nếu không kèm cân nặng mới chốt được chị ạ. Phải kèm cân nặng thì mới biết cân nặng của chị mà chốt. Đây nha, em váy đúng hàng thiết kế nha, nên em còn có ít nữa thôi các chị ạ, không còn nhiều đâu. Cho em xem váy đen hàng cạnh cách tân vàng sau chị đó. Cho em xem váy đen. Cho xem váy đen hàng cạnh cách tân. À, cái đó nó là set thiết kế chị ạ, nó là set thiết kế, thích không em lên cho. Set thiết kế hàng cao cấp đấy. Thích thì em lên cho, chị thích thì em lên cho. Có chị dễ thương bé, có chị ạ. Nha, cái gì chả có. Cái gì cũng có hết các chị ạ. Đây nha, em lên váy đũi hàng thiết kế cao cấp cho chị luôn, đây là hàng thiết kế nha. Chất không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. Nhận hàng chất xấu đền này gấp 10 lần tiền, ok chưa? Size này cho bé từ 13 cân đổ lên đấy nhá. 13 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 26 27 cân đổ lại em bao vừa luôn, đẹp chưa? Váy đũi hàng thiết kế nhá, hàng này hôm bữa em về mà không còn hàng để mà bán luôn, có mấy cái á. May về được số lượng nhiều hơn nè, tay nạch lơ này đẹp không? Chị nào mà không mua mã này chỉ có tiếc, hàng thiết kế cao cấp luôn. Em bán chị là 59.000 đồng một váy. Lên comment mã này và lấy giúp em là mã V2 và kèm cân nặng cho em, đây là đũi hàng thiết kế cao cấp luôn cho em. Đẹp chưa? Lên comment V2 nhìn này, xịn xò chưa, có 59.000 đồng một váy đấy chị ạ. Các chị đi mua ngoài thị trường một cái váy mà hàng cao cấp mà đẹp như này, béo nhất là phải 150.000, 160.000 đồng một cái. Không, em lên theo yêu cầu đâu chị ơi, không lên theo yêu cầu đâu, em lên gì em lên thôi. Cho chị Vũ Minh Bông cái 17 cân này. Chị xem thì thích gì chốt, em lên từ từ thôi. Cho chị Vũ Minh Bông một cái này. Nay ở chọn lại, ở là chọn đi chị Bông. Cho nhiều nhiều tí mai em ship cho chị Bông ạ. Nhiều nhiều tí mai em ship cho. Rồi chị nào lấy mã này lên comment là V2 của em nha, V2 của em. 59.000 đồng một váy đũi hàng thiết kế cao cấp. Cái mã váy này các chị mua cho con mặc đi học đi chơi gì đều sang hết luôn, chỉ có 59.000. Không có nhiều đâu chị ạ, không có nhiều đâu.
59.000 váy đuổi hàng thiết kế cao cấp. Các chị chốt đi, em sắp hết váy rồi chị ạ. Ít váy lắm. Hôm nay em nhận hàng được chưa chị? Em chả biết nữa, mấy ngày để chị đổ sang. Mấy ngày để chị. Thì nó lấy V2, chốt V2 chị ạ. V2 rồi chị ạ. V2 59.000. Em lên này chị Châu, vững này, giờ em lên này chị. Giờ em lên luôn này. Rồi chị nào lấy V2 chốt V2 nhá, có 59.000 đồng một váy thôi. Váy đuổi hàng thiết kế cao cấp. Đây set thiết kế đây. Set thiết kế hàng cao cấp này các chị ơi. Xem là còn sai gì. Nè, nó cứ bị ẩn cái số ở bên trong, thành ra là không nhìn được sai đâu. Rồi cái mã váy đũ đẹp vậy chị nào chốt đó. Váy đũ đẹp dã man vậy chị nào chốt. Này chắc size to, nó size to nhất, còn em còn size 25 cân đổ lại các chị ạ. Đây. Đây em lên cho chị xem này, đẹp lắm. Đây. Size này cho bé khoảng chừng từ 13 cân đổ lên các chị nhá. Đây này, đẹp chưa? 13 cân đổ lên này, kèm theo một cái quần giả váy các chị ạ. Chân váy có quần ở bên trong, không phải là quần giả váy mà chân váy có quần ở bên trong. Nghe xịn chưa? Xịn chưa? Tên comment mã này là set thiết kế và kèm cân nặng chị. Em bán chị là 59.000 đồng một set, 59.000 đồng một set không đẹp em lấy tiền cho chị luôn. Chất của nó mềm mại mà nó đẹp lắm chị ạ. Cái áo nó chất lụa chị ạ, áo chất lụa, quần nó chất vải mềm đẹp lắm luôn. Không phải mấy kiểu mà vải cứng cứng đâu, em không bán mấy vải cứng cứng đâu chị ạ. Lên comment là set thiết kế và kèm cân nặng với em nhé. 17 cân một bộ cho chị Châu Hồng Vững một set này. Cho chị Châu Hồng Vững một set 17 này. Set 59.000 này. Rồi còn chị nào lấy set thiết kế, chốt set thiết kế các chị em, chốt set thiết kế rồi chị. Ôi đẹp vậy mà nên chưa chốt được đúng một set. Có mã không lên không chốt được cái nào, có mã chốt được đúng một set sợ thật đấy. Like phát buồn ngủ và lên. Đây này em sẽ xả xếp Quảng Châu, còn chị nào lấy thì mình chốt này. Xả xếp Quảng Châu cho chị luôn này. Hàng 69.000 xả nó 49.000 luôn. Xả banh nóc luôn. Đây nha, xả xếp Quảng Châu cao cấp luôn này. Xả nó 49.000 luôn này, đẹp chưa? Cái này có ảnh mẫu luôn đấy. Đằng sau này. Về nhà các chị tự cột cho em. Với em nói là em bán mấy cái hàng này toàn là nhập vào giá cao mà bán chị toàn là xả không à. Đây. Lên comment mã này cho em là mã B1 của em, B1 của em. Vài vài mã để cho người xem mình. Hai mươi cân đổ lại mặc vừa chị ạ, 20 cân đổ lại em bao vừa nhá.
Các chị lên comment mã này cho em là B1 phải chưa? Đẹp chưa? 49.000 đồng một set luôn, lên comment B1. B1 nhá. Tốt thì các chị giá này nó sạc đẹp lắm luôn đấy. Thật luôn này, sạc đẹp lắm luôn rồi, sạc còn 49.000 đồng một set. Thằng em 69.000 đồng. Cho chị Khang Phạm một bộ 12 cân. Ô, cái này 22 cân đổ lên hoặc đổ xuống cũng vừa đấy các chị ơi. 22 cân đổ lại cũng vừa đấy, 22 cân đổ lại cũng vừa đấy nhá. Các em nhìn nó còn số to này, 22 cân đổ lại cũng vừa đấy, chị nào 22 cân đổ lại các chị chốt cho bé. Đang nhìn size này. Rồi size nhỏ nhất này cho chị Khang Phạm, size nhỏ nhất này. Đẹp quá. Chất của nó dày mà nó lạnh, chất cốt tông tàu đấy chị ạ, chất cốt tông tàu đẹp lắm. Khang Phạm một set này. Khang Phạm một set 49.000. Ok chị Khang Phạm. Alo. Cho xem không thử nhanh nhá. Cho xem không thử. Rồi tới ai rồi? Chị Châu Hồng Vững một bộ 17 cân này. Chị Châu Hồng Vững một bộ 17 cân. Trời ơi, này nó bị lọt số bên trong này, em xem hơi bị cực rồi chị. Châu Hồng Vững có luôn nha chị nha. 49.000 Châu Hồng Vững nè. Ok Châu Hồng Vững nè. Set 12 cân cho chị Nguyễn Hoạch một set này. Ok chị Nguyễn Hoạch một set 12 cân này. Má dã man rồi, nó đẹp. Dã man còn ngàn luôn. Các chị mua các chị nhớ đến em nha mọi người nha. Mua được giá rẻ mặc đồ lên cho con là phải nhớ đến là mua đồ shop em nha. Giới thiệu bạn bè ủng hộ cho em. Nguyễn Hoạch nè. Nguyễn Hoạch 49.000 nè. Có quần sọc bé trai không? Có chị ơi. Yếm bò còn không em? Để chị một cái 25 cân. Ok chị Nguyễn Chiên nha, đợi em xíu. Để em xíu xem em lên yếm bò luôn cho chị ạ. Em lên luôn cho. Xét thiết kế nào bà Nguyễn Hoạch và con em không đúng. Thiết kế nào? Không phải là xét này hả? Rồi còn chị nào lấy lên comment mã này và dưới mã là mã em comment là mã gì các chị ơi? B1 hả? Chết rồi. Lộn hả chị Nguyễn Hoạch? Cái lúc nãy thì không chốt, cứ đợi qua mã ra đầu chốt. Chán thật luôn. Sao mày lúc nãy em lên sao chị không chốt? Lên thì không chốt. Tôi lên chốt giờ, lên giờ mới chốt. Đây đúng không? Xét thiết kế đúng không? Đây. Lần sau tí lên mã nào chị chốt luôn, như là đỡ lộn mã chị ạ. Đây cho chị Nguyễn Hoạch một set đây. Chị Bích Loan Ngô ơi, cái set vừa rồi 8 cân cũng vừa chị Bích Loan Ngô ạ. Cái set vừa rồi em vừa lên xả 49.000, 8 cân vừa đấy. 8 cân em còn nhiều lắm chị ạ. Cho chị Nguyễn Hoạch nè. Ok chị Nguyễn Hoạch một set này. 59.000. Ok nha, em đổi rồi nha chị Nguyễn Hoạch nha.
Em nói với thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Em nói với chị với thôi chứ em đâu có nặng nhọc gì với chị đâu. Đây này chị Bích Loan Ngô này, set này 8 cân vừa này, chị Bích Loan Ngô này, set này 8 cân vừa này, chị Bích Loan Ngô lấy em chốt cho. 8 cân em bao vừa luôn á, đây nè. Thích thì em chốt rồi nha, 8 cân vừa đấy. Set Quảng Châu sạc có 49.000. Chị Bích Loan Ngô lấy thì ok lại dùm em nhá, để em lấy cho. Chị Bích Loan Ngô chốt được gì cho ta, hình như chốt rồi đúng không? Đây là set 8 cân này chị ơi. Nè, set Quảng Châu cao cấp này đẹp chưa? Cái này size cho bé từ 8 cân rồi đến 10 cân, 7 cân rồi đến 10 cân, đổ lại em bao vừa, đẹp chưa? Má này lên comment vào đây cho em là set hồng, em xả luôn, trị giá là 49.000 luôn. Đây, set hồng đẹp chưa, hàng tiểu thư đấy. Set hồng này cho em. Chị nào lấy set hồng, chốt set hồng nha, đây là size nhỏ đấy chị ạ. Còn có một set là hết rồi. Chấm bài đi cho em với mọi người ơi, xong em nên điểm zin nha. Nó đang xem ai chấm bài cho em với nên comment set hồng này cho em. Đây này các chị ơi, em lên yếm này, chị nào thích yếm thì em lên yếm này. Chấm bài ủng hộ tương tác cho em với mọi người. Xếp hồng 12 cân cho chị Nguyễn Hoạch. Cần cũng được, phong cái video này. Rồi nhá, chị nào lại yếm các chị chốt yếm lại cho em. Em có size cho bé từ 10 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa luôn. Nó cũng có nhiều mẫu lắm chị, nhưng mà toàn mẫu đẹp thôi. Nó nhiều mẫu cũng toàn mẫu đẹp thôi. Các chị lên comment vào đây cho em là yếm và kèm cân nặng cho em nhá. Yếm và kèm cân nặng cho em 69.000 đồng một yếm, hàng cao cấp các chị ạ. Chất này có co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Lên comment vào đây cho em là yếm và kèm cân nặng cho mọi người nhá. Yếm kèm cân nặng. Quần sọc bé trai à? Hình như là em nhớ là chỉ còn size nhỏ hay sao chị Lâm Linh à? Hình như là em chỉ còn bộ Quảng Châu là size to 30 cân đổ lại đấy. Nếu mà chị chịu thì em lên cho. Có chị Châu Hồng Vững, sao lại không có? Em bán áo kiểu nhiều mà. Rồi chị nào lấy yếm chốt yếm này cho em nha mọi người nha. Yếm kèm cân nặng cho em. 10 cân cho đến 30 cân đổ lại có size 9 cân cũng là có thể vừa. 9 cân đổ lên cũng vừa nha. 9 cân đổ lên vừa cho em. Chốt yếm này cho em. Hàng này các chị mua đi để Tết mua giá vào cao lắm các chị ạ. Giá vào cao kinh khủng luôn ấy. Đây là yếm hàng Quảng Châu đấy. Chị hai yếm 19 và 25 cân cho chị Nguyễn Kiên hai cái này. Đây này các chị ơi, size nhỏ nó có hình này này, toàn là hình đẹp thôi. Nó tùy từng size nên mỗi size nó một kiểu khác nhau các chị ạ. 25 cân. Hello em Trang, chị mới nhận đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Đỗ Ngữ rất là nhiều luôn. Chị Đỗ Ngữ nhận hàng em lúc nào cũng ưng. Lúc nào ưng, chả có lúc nào mà chị chê bao giờ. Không bao giờ chê. Đẹp đúng không chị? Mấy cái bộ đấy đẹp đúng không chị? Đẹp đúng không? Gì bao nhiêu cân rồi ta? 25 cân và 19 cân. Tìm size đã nha chị nha. Mình chỉ cần này đi. Trời ơi yến đẹp vậy, móng chị nào chốt rồi chị. Đẹp như chị nhờ, đẹp ghê luôn á, cái bộ ngố á. Thế mà hôm nay có em chị Đỗ Ngữ ơi, thế mà hôm nay có người bảo em là bán lừa đảo có gì Đỗ Ngữ ạ. Có người nhận hàng bộ đấy mà kêu em là bán lừa đảo đấy chị. Em gửi lấy màu vàng, em gửi màu hồng tại vì size nó to mà nói em là lừa đảo đấy. Cho chị Nguyễn Chiên hai cái này. Không chị nào đấy. Không có chị nào mua yếm mà các chị, không có chị nào mua yếm mà đẹp vậy mong chị nào lấy à.
Rồi chị Nguyễn Chiên 269.000. Chị Nguyễn Chiên còn không mua áo, không mua áo để mặc với yếm à chị Nguyễn Chiên? Phải mua áo để mặc với yếm chứ. Em mang áo kiểu cho chị mặc với yếm nha. Chấm bài lên cho em với mọi người ơi, chấm bài lên cho em với. Chấm bài lên cho em với nhá. Nói chung là buôn bán mình cũng có người người ta quý mình, cũng có người người ta ghét mình. Chả nói được các chị ạ, buôn bán trên mạng này vậy. Người thì ghét mình, người thì quý mình. Người ta quý mình thì người ta nói hay, mình người ta ghét mình thì người ta nói mình sao. Đủ các kiểu ở trên đời luôn. Đây rồi nha mọi người nha, lên áo kiểu. Lên áo kiểu để mặc với yếm nha. À lên bộ Quảng Châu à, ok chị Lâm Linh nhá, để em lên bộ Quảng Châu cao cấp cho. Đây, áo kiểu đây đẹp chưa? 30 cân đổ lại em bao vừa luôn, lên comment mã này vào đây cho em là mã A1 phải cho em chị nha, 45.000 đồng một áo. Chất bao đẹp luôn. Mã này em còn có 3 cái thôi chị ạ. Em còn có 3 cái thôi, chị nào lấy mình chốt nha. A1 chất không đẹp lấy tiền luôn, xịn chưa? A1 phải cho em 45.000. Em chốt đơn địa chỉ cũ là ok hả? Nói người ta lừa thì trả lại cho người ta đi, có đổi màu cũng có. Đúng rồi đấy chị Đào Lê, em bảo là chị đổi lại cho em đi. Chị gửi lại cho em đơn hàng đó đi, em trả tiền cước và em bắn tiền lại cho chị 100%, không thiếu 1.000 nào. Thì nên bảo là thôi không cần. Nếu mà em nói là nếu mà em gửi rẻ rách cho chị thì chị nói em lừa đảo. Chị còn nói em một câu là như này này các chị này, buôn bán như thế không bao giờ bền. Có nghĩa là chị nói em là bán lừa đảo như thế thì không bao giờ bền các chị ạ. Mà em nói là chị gửi lại đơn hàng đi, em không cần phải bán hàng cho chị nữa. Mà chị gửi lại cho em đi thì lại không chịu. Đâu có chịu đâu. Em nói thật, em bán văn minh chính trực, không bao giờ em phải sợ một người nào hết. Chừng nào em lừa đảo thì em mới phải sợ, còn không bao giờ em phải sợ. Chả phải sợ ai cả. Em lừa đảo hay không là các chị biết. Khách nhà em cả vài triệu còn chưa nói em lừa đảo, chứ đừng nói mà đơn hàng có hơn 100.000 mà nói em lừa đảo. Em lừa em không có thèm lừa cái số tiền đấy. Em là dân làm ăn lớn nên em thích lừa người ta 100 triệu nửa, 500 triệu 1 tỷ em cũng có thể lừa được. À, có áo kiểu sọc không? Áo kiểu sọc nào ta? Rồi chị nào lấy mã này lên comment vào đây xem nào, mã A1 cho em nhá. Em nói thật các chị biết, chị riêng ngoài đời bây giờ nha, em có thể lừa người ta tiền tỷ được luôn đấy. Với như bây giờ khả năng của em bây giờ, em có thể lừa tiền tỷ của người ta được đấy. Chứ không phải là không đâu. Không phải là 130.000 mà nói em đi lừa, em thật luôn các chị luôn ạ. Lên comment mã này dưới là A1 với em. Có 130.000 mà nói em lừa đảo, bực mình em gọi điện trực tiếp mày luôn. Em nói là em lừa đảo chị cái gì? Chị nói em nghe coi em lừa đảo chị cái gì? Có không em đừng gì phải sợ hết ạ. Kể cả các chị lên like chị nói em. Có vấn đề nào em giải quyết hết. Em ngồi ngoài sáng chứ không thèm ngồi trong tối các chị ạ. Không thèm ngồi trong tối. Hồi tối em like là A3 đó, chắc là hết rồi, có phải áo dáng crop top đúng không? Em nói chị chứ, em mà gặp một cái chuyện gì đấy á, mà em mà cảm thấy mà nó không xuôi á, là em tức lắm luôn đó chị ạ. Không thể chịu nổi luôn. Áo hồng bao nhiêu ký vừa? Vừa đấy chị Châu Hồng Vững ơi, vừa đấy. 30 cân đổ lại vừa chị Châu Hồng Vững ạ. Ai mà nói em cái vụ mà lừa đảo hay là này kia, em nghe em ghét. Tại vì đời em chả lừa đảo ai cái gì bao giờ cả. Em cũng chưa ăn không của ai một cái gì bao giờ. Cái này 30 cân đổ lại chị Châu Vững ạ, 30 cân cũng vừa luôn ạ. Phong này phong to mà. Đẹp chưa? Chất đẹp lắm. Đẹp lắm chị ạ. Lên A1 với em nhá. Tiền tỷ em còn chưa thèm lừa chứ ở đó mà lừa 130.000 đồng em thèm đi lừa của các chị. Nghĩ sao mà em ngồi like như thế này mà em dám đi bán hàng xấu cho chị? Các chị lên đây em, các chị đập vào mặt em thì em bán kiểu gì? Nhưng mà thôi chẳng thèm chấp các chị ạ. Bán buôn bán có người này người kia em chẳng thèm chấp luôn. Mà để em về bao nhiêu cũng hết nha. Để mang xem là còn hàng không. Nếu mà còn hàng thì em lấy cho. Nếu mà còn hàng thì em lấy cho. Ok chồng vững chốt chồng vững nha. Bao vừa luôn chồng vững nha. Cùng lắm là các chị mua hàng về. Ờ ví dụ như nó có lỡ chật thì nó không vừa thì em vẫn bao đổi, ai quên mất. Chị Châu Hồng Vững em nhận được cái quần rồi nha. Nè,
Em nhận được cái quần này chị Châu Vững này, em chưa bỏ ra khui, chưa ra bỏ ra xem luôn. Giờ em nhìn chị em mới nhớ ra, chưa bỏ không có thời gian bỏ ra xem luôn. Mẹ 130.000 mà nói tao lừa mình, lừa đảo. Em còn kêu bảo lừa đảo kiểu đấy làm ăn không bền nữa chứ. Sao chị gói này chơi gì à, cho nó nặng cân thì chị Châu Vững. Gói này chơi gì à? Lấy mấy cái thì đào lên, lấy mấy cái, lấy 5 cái hay 10 cái. Đâu lỗi đâu à? À đây hả? Này mai em lên em trả lại cho người ta được mà. Tại vì em lấy thì trả lại cho người ta chứ không gì hết á. Chị Châu Hồng Vững 45.000, ok chị. Đúng rồi đấy, nó bắt ép chị vậy đấy chứ thực ra đâu cần phải như vậy đâu. Nó bắt ép mình đấy chị ạ. Chốt thêm cho em đi. Rồi, mã này các chị ơi, chị nào chưa được các chị chốt này, em còn có vài bộ thôi là hết rồi các chị ơi, còn có 1 2 3 4 bộ thôi, chị nào chưa được thì chốt. Size này cho bé khoảng chừng 20 cân đến 30 cân đổ lại em bao vừa. Đây này các chị này, em gửi cho chị đó cái bộ này mà chị kêu em lừa đảo này. Đây này. Bộ này mà bị gọi là lừa đảo ấy chị ạ. Bộ này mà bị gọi là lừa đảo, gửi hàng không đúng. Đâu có mỗi màu vàng với màu hồng khác nhau mà kêu là lừa đảo. Có mỗi như thế mà kêu là lừa đảo được. Em sợ thật luôn á. Mã này lên comment mã này với cho em là mã B2 đi các chị ơi, B2 với cho em nhá, 55.000 là một bộ chị ạ, B2. Hàng bao đẹp cho chị luôn, không đẹp nó lấy tiền. B2 với cho em. Chị nói là áo crop top 30 cân. Đúng rồi, em nghe rồi chị Đào Lê, em biết rồi. Em biết là chị nói là lấy áo crop top rồi. Mà em đang hỏi chị là lấy mấy cái để em biết đường. Lên B2 các chị nha, B2 rồi dê. 20 cân rồi đến 30 cân đổ lại bao vừa luôn. Lên B2 rồi dê. Đẹp chưa? Còn có mấy bộ. Hàng này em bán bao nhiêu cũng hết rồi. Bao nhiêu cũng hết luôn. Không còn hàng để mà lấy luôn. Mấy cái mã này hết sạch trơn luôn. Bán chị có 55.000 bộ, chất bao đẹp cho chị luôn, không cần phải nghĩ về chất. B2. Nay chị chốt áo kiểu ít nhỉ, hôm qua nên áo kiểu có chị chốt quá trời luôn. Có chị nào lấy B2 thì chốt B2 với em nha mọi người nha. B2 với em. Vì vấn đề ở sáng lên nên là em khàn hết cả tiếng luôn. Con vịt đó em có đẹp lắm. Đẹp nha chị Châu Vững nha, đẹp thật. Công nhận đẹp thật luôn, em phải công nhận là đẹp. Hôm chị lấy một cái màu đỏ đẹp lắm. Hôm chị cả lấy một cái màu đỏ đẹp lắm. Đẹp nha chị nhỉ, quá đẹp luôn. Cái nào cũng đẹp. B2 màu hồng với chị Vũ Minh Bông của cô. Vũ Minh Bông 55.000. Em nói thật các chị biết chứ, chồng em ấy làm bên bất động sản đấy. Chồng em có thể lừa người ta được 10 tỷ luôn. 10 tỷ luôn nếu mà với cái trình độ như chồng em bây giờ đấy. Em nói thật sự tâm sự thật các chị luôn đấy. Mà em còn không bao giờ thèm lừa của thiên hạ 1.000 đồng nữa, chứ đừng nói là 130.000 mà nói em đi lừa. Thích lừa người ta em có thể lừa 10 tỷ em cũng có thể lừa được luôn đấy các chị ạ. Ủa định tính lên gì mà quên rồi. Lên bộ Quảng Châu đúng không? Đây chị nào kêu em lên đồ Quảng Châu này các chị ơi. Lên đồ Quảng Châu các chị này. Bộ bé trai hàng Quảng Châu, cao cấp luôn. Size này cho bé khoảng chừng 30 cân đổ lại em bao vừa chị nhá. Chẳng thà mà em nghĩ nói chuyện mà chẳng thà, các chị nghĩ coi. Chẳng thà bảo với chứ là em gửi cho chị không có đúng mã vậy, chị không thích cái màu này, em gửi lại cho chị màu khác đi. Thế em sẽ chấp nhận luôn. Nhưng mà đây chị nói em lừa đảo thì em nghe em thấy ghét quá, bực mình. Ai mà thèm lừa đảo ai 100 mấy chục nghìn làm gì.
Tối qua em cũng không chốt được áo crop top, khi nào về lại chị ơi? Ngày mốt nhá, ngày mốt em về lại. Mã này các chị lên comment vào đây cho em là chị nào lấy mã này đây này. Đây là bộ Quảng Châu hàng cao cấp này các chị ơi. Không đẹp em không lấy tiền mọi người nhá. Chị nào thích thì mình chốt thôi các chị nhá. Sai cái này em không có nhiều đâu, tại vì hàng đồ nam em về bị ít lắm, nhưng mà em bán lấy về em bán chị lời lời rất là ít luôn nên em không cũng không lấy số lượng nhiều. Chị nào lấy mã này các chị lên comment mã này ở đây là mã B3 của em nhá. 30 cân đổ lại em bao vừa giá bán chị là 69.000 đồng một bộ nha mọi người nhá. 69.000 đồng một bộ, lên comment là B3 của em. Cái quần của nó này các chị thấy không? Nó không phải là quá ngắn, đây là quần lỡ chị nhá, quần của bé trai chất siêu đẹp luôn, đây chất đũi tàu hàng Quảng Châu nhá. Em bán hàng cho các chị chất nào em nói chất đấy, còn không nói vớ vẩn nha mọi người nhá. Nói chất đũi tàu thì sẽ là chất đũi tàu. Lên comment vào đây xem là mã B3 của em, B3 nha chị nhá. B3 69.000 đồng. Có chị Lâm Linh ạ, à, em có 13 cân chị ạ. Em thấy chị Lâm Linh lại hỏi sai hai mấy cân mà ta. Em có 13 cân luôn đấy chị. Đây này 13 cân có chị ạ, từ 10 cân đổ lên đấy chị ạ. Có sai 13 cân nhá. Các chị lên comment là B3 rồi chị. Chị nào lấy chốt B3 nha, đem cho chị xem sai nhỏ. Đây sai nhỏ đây chị ơi. Có 69.000 thôi, chị nào mua hàng quen các chị nhìn hàng các chị biết hàng đẹp rồi. Hàng này các chị mua ngoài shop em nói thật luôn, không bao giờ dưới 200.000 đồng một bộ đẹp như này. Em bao chất cho mọi người luôn, không có bán mấy hàng chợ vớ vẩn, bán hàng xấu chị nhá. Đã bán là bán hàng đẹp, không bán hàng xấu. Lên comment vào đây chung là B3 và kèm cân nặng với em nha mọi người nha. B3 kèm cân nặng với em. Giá trị là 69.000. Có nghĩa là chị Lâm Linh ơi, cái này 13 cân là em cũng có sai, mà khoảng chừng 30 cân đổ lại em cũng có sai nha chị nha. Tùy chị thích sai, thích chốt sai nào cũng được. Cái này nó là hàng theo ri mà chị hiểu không? Nó hàng theo ri mà. Đâu phải là em có một bộ hai bộ đâu, mà cái này nó nguyên một ri luôn mà. Lên comment dưới đây là B3. Bé trai 22 cân B3. Ơ chị Ngô Kiều Anh mua hàng nhà em bao giờ chứ mà sao lại cho số điện thoại lên trên này làm gì chị Ngô Kiều Anh. Bé trai 22 cân B3. B2 25 cân. Ủa B2 là cái gì? B2 là cái gì hả chị? B2 là bộ ngố hả? Chị Ngô Kiều Anh mua hàng nhà em bao giờ chưa? Mua thì inbox địa chỉ số điện thoại nha, em không gọi điện chốt đơn đâu chị Ngô Kiều Anh ạ. Chị vào inbox dùm em nha. 25 cân là mã này đúng không? Đúng không? 25 cân là mã này đúng không chị? 25 cân là mã này đúng không? Chị váy 15 đến 18. Dạ có chị Trần Kim Cúc và em có chị ạ. Đây đúng không? Mã này đúng không chị? Em có váy đấy chị ơi, váy em nhiều lắm chị ạ, váy nhiều lắm chị ơi. Các chị ok lại dùm em với mọi người đến biết đường chốt, em chẳng biết đường chốt cho chị kiểu gì luôn. Chị Ngô Kiều Anh lấy một bộ này đúng không, với này một bộ bé trai đúng không, lấy thì đúng thì ok dùm em nha. Vàng có mua rồi. Bộ màu vàng có mua rồi. Em lấy chị bộ màu xanh nha, đang tính đến chị bộ màu xanh. Màu xanh với lại một bộ bé trai, em đang tính lấy bộ màu xanh. Rồi ok chị nhá. Ngô ok chị Ngô Kiều Anh đấy, chị Ngô Kiều Anh hai bộ này. Chị Ngô Kiều Anh vào inbox luôn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị Ngô Kiều Anh nhá. Em không biết chị mua hàng em bao giờ chứ em không nhớ nữa, nhưng mà chị có đơn thì vào inbox địa chỉ số điện thoại pet giùm em. Nếu mà chị mua rồi thì thôi khỏi cần. Sao cái máy này ngộ ta, tự nhiên nó không lên được comment à.
Ok chị Trần Kim Cúc nhá, để em lên liền cho chị ạ. Ngô Kiều Anh 55.000. Rồi ok chị Ngô Kiều Anh. À vậy có mua rồi thì thôi không cần đâu chị ơi. Có mua rồi thì không cần. Có mua rồi chị chỉ cần vào chấm bài lên giùm em với là được nhá. Chấm bài lên giùm em là được, không cần phải ấy nữa đâu. Váy đúng không chị ơi? Chị gì coi váy đúng không? Đây là chị váy này ạ. Váy đúng hàng thiết kế này chị ơi, váy đúng hàng thiết kế, em lên hàng cao cấp cho chị xem luôn này. Size này cho bé khoảng chừng 13 cân cho đến khoảng chừng 27 cân đổ lại, em có size 13 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 27, trong khoảng cân nặng đấy là các chị có size hết cho con mặc vừa luôn nhá. Đây hàng đúng hàng thiết kế đây, hàng cao cấp nha, em nói thẳng là hàng cao cấp, em không bán hàng xấu đâu chị, nên các chị yên tâm. Mua hàng nhà em đi, váy nhà bên nhà em một là chất đũi còn hai là chất lụa, và em bán hàng loại một không bán hàng loại hai nha mọi người nha. Các chị cứ nhận hàng các chị biết về chất. Đây, đủ hàng thiết kế đây, đẹp chưa? Em bán chị là 59.000 đồng một váy thôi mọi người, 59.000 các chị lên comment mã này vào đây cho em là mã V1 và các chị kèm cân nặng với em nha mọi người nhá. V1 V1 kèm cân nặng là em có lên rồi nhưng mà chị gì chứ hỏi để thêm lên lại. Đây, lên V1 đẹp lắm chị ạ. Đẹp lắm, lên V1 với em nhá. Tụt người xem dữ vậy trời. Sao mà bị tụt người xem dữ vậy trời ơi. Đây nhé chị Trần Kim Cúc nha, lấy đi chốt vào đấy cho em, V1 với em. Và chị nào có đơn mình inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại và page cho em nhé, em không gọi điện số đơn đâu chị. Em chỉ nếu mà đơn các chị mà nhiều tiền mà khách mới thì em chỉ có gọi nhận để xác nhận là số điện thoại. Còn chị nào mà khách quen thì khỏi cần. Chị nào khách quen thì cứ thế gửi hàng thôi. Không vừa thì mai nên em đổi cho. Sao mà có 22 cân mà không vừa trời. Rồi chị nào lấy V1 chốt V1 các chị nha, V1 phải dê. Đấy lên theo yêu cầu các chị học phải đấy. V1 25 cân chị Ngô Kiều Anh một cái đấy. Ngô Kiều Anh một cái này. Rồi 59.000 thì Ngô Kiều Anh một cái này. Chấm bài cho em với mọi người ơi. Chị nào đang xem live chấm bài nhé, xem là còn gì để lên cho chị không nhỉ. À đây áo giấy nhé chị ơi, áo giấy nhé. Chị nào chưa có áo giấy thì chốt áo giấy cho em nhé. Màu vàng. Màu vàng không biết có cùng cân nặng không. Cho mình hai chiếc V1 15 và 18 cân. 15 và 18 cân. Ok chị Trần Kim Cúc nhá. Chị Trần Kim Cúc ơi, chị thích lấy hai cái trùng màu hay là hai cái khác màu chị ơi? Chị thích hai là cái trùng màu hay cái à mà thôi lấy hai cái khác màu đi. Tại vì trùng màu chưa chắc gì đã có. 18 và 15 cân. Rồi ok cho chị Trần Kim Cúc đi. Trần Kim Cúc có biết inbox không? Thì vào inbox dùm em thì chỉ số điện thoại và page thì tại vì nhà em không gọi điện chốt đơn nên thì Trần Kim Cúc nha. Mẹ nó không lên được comment ta. Phải gọi là cô Trần Kim Cúc ạ. Thấy cũng nhiều tuổi rồi nhưng mà thôi gọi là chị đi. Nhìn thấy cô cũng nhiều tuổi rồi. Trần Kim Cúc 59.000. Và inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại các chị nhá.
Chị nào có đơn thì inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại vào page thì màu vàng á, xem là màu vàng em xem là có sai không. Em sợ màu vàng không có sai, mua kiểu vàng. Màu vàng 25 cân sợ em không có sai ấy. Màu vàng size nhỏ nó thì Ngô Kiều Anh ạ, không vừa đâu. Cái màu đỏ đấy đẹp mà. Màu vàng không có size chứ, size nhỏ lắm. Nhỏ xíu sao mặc được. Hết rồi, sắp hết rồi, còn có vài cái nữa. Đây thêm lên váy, thì em lên váy thêm cho chốt nha. Đây các chị ơi, váy này mọi người ơi, váy này em lên váy size to nha. Size này từ 13 cân đổ lên là có size được 13 cân, nên là váy thiết kế hàng cao cấp. Mười ba cân đổ lên cho em. Chị nào đang thả tim nữa à? Dạ có chị ạ, có chị Trần Kim Cúc ơi, em có kiểu này đây này, mã này đó chị nha. Mã này cho em 28 cân đổ lại mặc vừa, 13 cân đổ lên cho đến 28 cân đổ lại mặc vừa. Cái bên trên này nó là chất lụa chị nhá, còn bên dưới nó là chất đũi các chị ạ. Bên trên là chất lụa, bên dưới là chất đũi, không đẹp không lấy tiền luôn. Lên comment mã này vào đây, dên là mã V2 và chị kèm cân nặng nha, đằng sau cột nơ. Bé mặc tới bao nhiêu các chị cột nơ vào cho bé. 13 cân đổ lên cho đến 28 cân đổ lại em bao vừa mã này. Các chị lên comment là V2, giá chị là 59.000, đây là cột sơ mi hàng cao cấp rồi nhá. Cái váy này các chị mua cho con mặc đi học á, đi học đồ này kia. Bao đẹp, bao sang luôn, chất rất là đẹp, chỉ có 59.000. Áo này chị mua ngoài shop gần 200.000 một cái đấy chị ạ. Em bán chị chỉ có 59.000 thôi. Ok chị Ngô Kiều Anh nha, lấy màu đỏ đấy đẹp mà. Lên comment mã này vào đây, duyên là mã V2 cổ sơ mi này, xinh chưa? 59.000 một váy thôi các chị ạ, 59.000 thôi. Chất đũi các chị ạ, chất đũi lụa, hàng cao cấp. Em mà bán cho chị thì giá váy 59.000 các chị về nhận hàng đỉnh của đỉnh luôn. Anh ơi! Anh ơi! Em nghe nè. Đang like này. Ủa có ai mở cửa bên dưới không vậy? Chị nào lấy các chị lên comment V2 dùm em nha mọi người nha. Mẹ đi đâu không biết. Chị nào có đơn inbox địa chỉ số điện thoại và page dùm em nha mọi người nha. Em không gọi điện cho đơn đâu. Gọi có tắt máy nữa chứ. Đang đâu ấy? Đưa hàng cái bưu điện đi vậy mà gọi không bảo sao. Em biết chết liền luôn ấy. Gọi không thèm nói năng gì luôn. Gì? Biết tiền không? V, 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 các chị ơi, V. V nhưng mà bờ đâu, comment lộn mã mai thì bảo lộn mã chết em, đưa 500 thôi. Mai đổ. Chị Ori chưa có, chưa có đơn rồi chị Ori ơi. Chưa có đơn vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại đi chị Ori ơi. Vào inbox cho em liền luôn nha. Em thả tim cho chị, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị Ori em vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Cho chị một cái 21 cân cho chị Ori một cái này. Ori, Ori, đây cho chị Ori một cái màu hồng được chưa. Chị Ori một cái 59.000, vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Cho chị Ngô Kiều Anh một cái 25 cân này. Ngô Kiều Anh ngoại thích vàng đúng không? Giờ cho một cái vàng luôn này. Đây nha, cho chị Ngô Kiều Anh cái màu vàng nhé. Tại hôm nay mã kia chị thích màu vàng, mã này có em cho chị luôn. Chị Ngô Kiều Anh một cái này 59.000. Ok, chị Ngô Kiều Anh một cái này. Chị cần chị Trần Kim Cúc ơi, chị Trần Kim Cúc vào inbox dùm cho em xin địa chỉ số điện thoại ở page nha chị nha. V2 một chiếc 15, 11, một chiếc 18 cân màu hồng à. 15 và 18 cân. Hai cái màu hồng luôn à chị Trần Kim Cúc ơi, chị Trần Kim Cúc lấy hai cái màu hồng luôn à. Hai cái màu hồng hay sao chị? Nếu lấy hai cái màu hồng thì ok lại dùm em để em lấy cho. Nếu hai cái màu hồng thì Trần Kim Cúc ok nha, em lấy hai màu giống nhau cho cũng được chị ạ.
Tại vì này là có màu, nhiều màu lắm. Ok chị Trần Kim Cúc nha, em cho hai màu giống nhau luôn. Hai màu giống nhau nhưng mà khác size đây, chị Trần Kim Cúc này đẹp chưa? Không đẹp không lấy tiền đó chị ạ. Không đẹp không lấy tiền đó chị luôn. Chị Ori chốt thêm đi, chị Ori ơi, chốt thêm đi. Chị Trần Kim Cúc inbox dùm cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Ở phần tin nhắn đó chị, ở cái page em đang live stream á. Ok chị Trần Kim Cúc hai cái này. Em bao chất đẹp quá chị nha, em không bán hàng xấu nữa nha. Các chị khách mới các chị cứ yên tâm đi. Em không bán hàng xấu đâu mọi người ạ. Chị Ori chốt thêm dùm em thì chị ơi, mất công có một sản phẩm, mất công đi đơn lại tốn tiền ship. Cái này bị ẩn comment nó không lên nữa đâu. Rồi con chị nào lấy mã này thì chốt vào đây cho em, mã V2 cái giá chỉ 59.000 thôi, hàng cao cấp. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Rồi lên váy tiếp không các chị ơi, lên váy tiếp không, em lên váy tiếp cho. Vẫn còn váy đấy, thích lên váy tiếp em lên cho. Mã này còn có một cái, cái này chị nào lấy chốt nốt vào đây cho em nha mọi người nha, xem là còn thế nào không. À cái này còn hai cái chị ơi, má em còn hai cái chị ạ. Sao 20 cân đổ lại em bao vừa chị nhá. 22 cân đổ lại em bao vừa. Mã này các chị lên comment là V3 cho em 49.000 nha. Mã này em tặng cho chị 49.000, chất y chang nhau luôn. Không phải là chất xấu mà tặng rẻ chất y chang nhau, mà kiểu này nó đơn giản hơn. Em lấy được rẻ hơn thì em tặng cho chị rẻ hơn nha. Tay của nó này. Em quên mất con này, con đơn này. Em lấy anh luôn đấy, chắc em đập anh luôn quá. Chịu luôn. Vậy mà cũng quên được. Để chị này mình nhớ đâu ai biết. Trời ơi không nghe máy nữa chứ. Rồi má nó chốt vào đây là V3 nhá. Chị nào lấy V3 chốt V3 dùm em với mọi người ơi. Đẹp chưa? 49.000. Trời ơi anh quay lại dùm em với, có một cái đơn to ở trên gác mà quên không đưa. Quay lại dùm một cái làm ơn đi. Ủa có chị nào lấy V3 không? Chị nào chốt V3 hả? Trời ơi, đưa hàng mà sót một cái đơn 2 triệu mấy, cái đơn không đồng của chị kia mà quên không đưa cho chị đi. Chị này ngồi im rồi à? Các chị có muốn lên em lên gì không? Em lên cho. Ngồi im rồi. Đây nhỉ, không biết chị gì có xem like không ta? Đây này, xem thực tế. Chị gì còn xem like bộ dài tay chị à? Chị gì rồi? Chị gì khách quen nhà em rồi? Chị Dương Chiên à? Hay là chị gì nhỉ? Chị còn xem like không chị? Chị Dương Chiên hay chị gì đấy? Em lên bộ dài tay cho chị, mấy chị hỏi em bộ dài tay này. Set thiết kế thì nha, còn có mấy set em xả nốt cho chị này. Nè đẹp chưa? Nè set thiết kế hàng cao cấp rồi chị nha. Size này em còn, form này em còn size cho bé từ 9 cân đổ lên cho đến 18 cân đổ lại em bao vừa nha, đẹp chưa? Nó còn có vài set nữa em xả nốt cho chị giá là. Đừng ganh nhau về giá nhá chị nhá, đừng ganh nhau về giá nhá. 45.000 luôn. 45.000 luôn, hàng cao cấp. Lên comment vào đây nào mã. Thiết kế kèm cân nặng với em, đẹp chưa? Thiết kế kèm cân nặng tặng luôn giá trị 45.000. 45.000 hàng này em bán chị là 59.000 đấy. Hàng đẹp nhá, không phải hàng xấu đâu. Hàng sau bo chun cho em. Lên comment vào đây là thiết kế kèm cân nặng với em, xả luôn chị giá 45.000 chốt hết dùm em với, còn có 4. Còn có 3 set nên là tặng nốt thôi, có 3 set thôi. Thiết kế kèm cân nặng nhá, còn 3 set tặng nốt luôn giá 45.000. Thiết kế kèm cân nặng. Em vừa lên mã vừa rồi ấy chị. Em vừa lên mã vừa rồi ấy chị. Chị Trần Kim Cúc này chắc chị vào inbox em chị không để ý ạ. Đây này em còn mã này nè.
Mã này em tặng có 49.000 đấy chị ạ. Đây này chị Trần Kim Cúc chắc vào inbox cho em nên không để ý đúng không? Đây này chị. Chị có thích mã này không? Đây nè, đẹp chưa? Chất bao đẹp luôn. Chị nào lấy thiết kế chốt thiết kế thì nhá, tặng luôn chị giá 45.000 cho chị mua được, các chị ngon quá luôn. Tặng set này 45.000 ngon quá luôn các chị ạ. Thiết kế 17 cân cho chị Châu Hồng Vững một set này. Ok chị Châu Hồng Vững một set. Châu Hồng Vững một set 45.000. Ghi lo 45.000 mai mất công tính 59.000 này quên. Ồ, còn hai set nữa chị nào lấy chốt nốt cho chị ơi, xả rẻ vậy mà chị chốt à. Xả cho chị chốt cho nó bay hàng mà chị chốt. Đây nhá, chị nào lấy mã này nên comment vào đây giùm em này. Đẹp chưa? Còn có hai váy nữa thôi, chốt nốt giùm em đi mọi người. Đây nha, váy em lên thiết kế hàng cao cấp này. Chấm bài lên cho em với chị ơi, chấm bài cho em với thiết kế hàng cao cấp này. Ôi ơi, cầm lên cái váy mà nó nặng tay luôn chị ạ. Cầm lên cái váy mà nó nặng tay luôn ấy. Trời ơi. Trời ơi, nó đẹp quá chị ơi, đẹp chưa? Xinh chưa, xịn xò chưa, em xem nó sai nào. Size này từ 8 cân đổ lên các chị nhá, size này từ 8 cân đổ lên. 8 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 15 cân đổ lại đấy chị ạ, 8 cân cho đến 15 cân đổ lại nhá, hàng cao cấp. Chấm bài cho em với chị ơi, chấm bài. Giờ này mệt rồi không có chị nào chấm bài, em ngồi em nói mà chả mệt nữa, chị không chấm bài cho em. Lên comment mã này với cho em là thiết kế và kèm cân nặng với cho em. Hàng 59.000 nó còn có ít nữa thôi, nó còn có mấy cái em xả nốt trị giá là 49.000. Lên comment với nhau thiết kế kèm cân nặng cho mọi người nhá, thiết kế kèm cân nặng đây. Đẹp nhỉ? Ông lấy không? Ông có quay lại không? Ông không quay lại thì chiều anh đem lên đơn đấy lên nhá. Em nói ông tắt máy luôn, ông không nghe. Chán thật. Vài đơn hàng quên. Thôi có chị nào lấy thiết kế không, lên comment thiết kế kèm cân nặng nhá. Thôi các chị ngồi im quá, em không like đâu các chị ạ. Các chị ngồi im không like, nghỉ like đâu. Em nói là còn một đơn em bị sót, quay lại lấy lên luôn dùm em với, sao anh không quay lại vậy? Thế với anh tới đâu rồi? Lại chiều hả? Thôi nghỉ like đi các chị ơi, không like đâu. Chị nào có đơn inbox địa chỉ số điện thoại vào page cho em nha mọi người nhá. Em tính là lên váy cho các chị mà các chị ngồi in chấm bài, các chị chẳng chấm em chẳng like đâu. Đó chị nào chấm bài về. Ông không có quay lại nữa đâu. Anh chạy lên bưu điện anh đưa hàng đi. Đây anh cắt tiền anh đi luôn. Anh còn phải nên chuyển tiền vào thẻ. Nên làm gì? Nên làm gì? Chuyển tiền vào thẻ. Đợi đi, đang đang like. Gửi cho con nhà 40 triệu, 46 triệu. Gửi tiền gì? Con màu này chị ạ, con màu này chị ơi. À chị Nguyễn Chiên ơi, có lên bộ dài tay em lên cho. Vừa xong hỏi mà không thấy chị trả lời. Có thích lên em lên cho. Đây nha chị nha, mã này nha, 25 cân đổ lại em bao vừa luôn đây. Đẹp chưa? Mã này còn nguyên riêng không xả đâu chị ạ, còn nguyên size không xả đâu. 59.000 nha. Chị nào lấy lên comment mã này cho em là mã V3 và kèm cân nặng của em. V3 kèm cân nặng nhá, sang 25 cân đổ chúng em bao vừa luôn. Đây. V3 với em. 25 cân đổ xuống mặc vừa, 59.000 cao cấp. Chất lụa hàng đấy chị ạ. V3 với em. Cái này 25 cân đổ lại vừa đấy, chị nào lấy mình, chị nào thích thì mình chốt nha. Chỉ có 59.000 thôi, hàng cao cấp thôi chị. 59.000 hàng cao cấp.
V3 ở đây. Các chị thích mấy mẫu này à? Mẫu này em thấy đẹp mà. Ừ, em hỏi không thấy chị trả lời. Rồi mã này là V4 các chị nhá. Các chị chốt tranh thủ đi các chị ơi, chốt tranh thủ đi, em chuẩn bị nghỉ ngay đấy. V4 này 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. Nè đẹp chưa? V4 59.000 luôn. Chị nào thích màu nào chị chốt màu đấy, V4 59.000. Chất của nó mát lắm chị, mặc mấy chất này mát. V4 này từ 8 cân cho đến 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. V3 một chiếc 15 và một 18. Ok chị, này nó có một màu chị ạ, cái này nó có một màu thôi. Một màu. Có chị Trần Kim Cúc này. Chị Trần Kim Cúc này khách mới một lần đầu tiên luôn. Các chị Trần Kim Cúc này 59.000. Ok chị Trần Kim Cúc có rồi nha. Hello chị Thơm Phan nha. Giờ mới nhìn thấy. Giờ này mới vào. Giờ này mới vào thì em giận chị luôn rồi. Vào thì phải vào đầu like, giờ này mới vào. Giờ này em chuẩn bị nghỉ nên vào chi ấy à. V4 thì Châu Hồng Vững ơi, V4 phải B4 đâu, V4. V4, V4 17 cân cho chị Châu Hồng Vững này. V3 này kia thì V4 là này. Cho chị Châu Hồng Vững một cái này. Rồi chị Châu Hồng Vững một cái này, cái này mực nó bị nó không ra được mực ta. Rồi các chị ủng hộ em lại lên tiếp. Cột này này bảo anh không? Đây nha. Em lên xong một mã váy đây xong bắt đầu em lên bộ dài tay cho chị ấy ạ. Ok chị Trần Kim Cúc, hàng nhà em bao hàng luôn. Nhận hàng xấu cứ lên like nói em sao cũng được, hay là em không sợ về vấn đề đấy. Em chỉ sợ các chị nhận hàng, các chị này nghiện em, các chị này cứ mua dài dài thôi chứ cần. Riêng về hàng xấu thì em bao chị luôn, không bao giờ lo hàng xấu. Rồi mã này hàng Quảng Châu cao cấp nha. Em chỉ sợ các chị nhận hàng, các chị đẹp quá, các chị không quên được em thôi. Chứ còn về xấu thì em bao hàng. Cái này như hàng nó không có sai à ta. Không thấy tem mát gì hết tự trời. Cái này size cho em nha mọi người nha. 18 cân đổ lại em bao vừa chị ạ. 10 cân cho đến 18 cân. Đây các chị ơi, 10 cân cho đến 18 cân em bao vừa, hàng Quảng Châu cao cấp nha. Không đẹp em không lấy tiền các chị luôn nè. Đằng sau khóa kéo đây là hàng thiết kế. 69.000. Nó còn có ít nữa thôi nên em xả nốt chị, có như cái mã này em bán tặng nó chị thôi chứ không lời lãi đâu. Em tặng nốt chị giá là 49.000. Các chị lên comment mã này với dây gen là mã V5. V chị V5 và các chị kèm cân nặng nha mọi người nha. Mã này là mã cuối cùng em hết váy các chị ạ, không còn một mã váy nào đâu. Các chị nào lấy thì mình chốt cho hết sạch luôn nữa chị ạ. Em hết sạch luôn đấy, chị nào lấy thì mình chốt nha. V5 mã này mã cuối cùng của váy không còn nữa đâu. V5 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. V5. Giá cho chị là 49.000 nên là giá em tặng bán tặng cho chị ạ. Hàng này hàng 69.000, hàng cao cấp nha chị nha. V5 mấy chị. Mặc lên bao sang luôn. Không sang lấy tiền luôn các chị ạ, không sang lấy tiền luôn. Lên comment là V5 mấy chị. V5 các chị. Nếu là chị nào có đơn mình inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nhá. Châu Hồng Vững lấy má này à, má này đẹp lắm chị Châu Hồng Vững ạ. Chất đuổi tàu chị ạ, đây là chất đuổi tàu nha mọi người nha, chất đuổi tàu đây. Lên comment ở đây là V5. V5 này em còn có mấy cái, chị chốt nốt dùm em đấy mọi người. Còn có mấy cái. À đây, còn một má này nữa. Còn một mã váy này nữa các chị ạ, một mã váy này nữa. Đây là hàng cao cấp. Nó còn có hai cái thôi, chị nào lấy chút nốt thì nha, còn có hai cái thôi. Chấm bài lên cho em với chị ơi, lại ngồi im rồi.
Đây. Cái này còn hai cái, đây là hàng cao cấp nha, chị nào lấy chốt. Hàng này em không xả rẻ hơn cho chị đâu. Hàng này bây giờ em không còn có mà bán luôn á. Mã này các chị lên comment vào đây cho em là mã váy xanh các chị nha, váy xanh vào đây cho em. Size này em có size cho bé từ 15 cân cho đến 25 cân đổ lại em bao vừa. 15 cho đến 25 cân, lên comment là váy xanh em còn có đúng hai cái nữa thôi. 69.000 đây, chất đủ tàu hàng cao cấp thôi. Hai cái cuối cùng luôn, không còn nữa luôn, còn đúng hai cái nữa. Lên comment vào đây cho em là váy xanh nha mọi người nha. 69.000 đồng một váy. Mua cho nên mua ít thôi. Lên comment là váy xanh vào đây cho em. 69.000. Hàng này các chị muốn mua thêm cũng không có, hàng này không còn hàng về luôn, hết sạch trơn luôn. Sạch trơn luôn rồi các chị ạ, không còn má nào luôn. Rồi xong chị nào chốt em lên bộ ấy cho chị chồng cũng nữa cho chị ạ. Chị Dương Chiên lên lấy mẫu Nguyễn Chiên, lấy mẫu đấy đẹp dã man. Chị Nguyễn Chiên là cái mẫu mà váy xanh này đẹp lắm. Thật luôn đó, em nói thật sự luôn mà ấy đẹp dã man, nó không lấy là tiếc vậy. Đây này em lên bộ nè. Bộ thu đông dài tay nè. Chất bao đẹp bao phê luôn. Đây nha. Lên comment mã này vào gen là mã B1 phải gen. B1 phải gen. 59.000 đồng một bộ dài tay cho bé. Cái này khoảng chừng 25 cân là rộng rãi thoải mái luôn. Đây 25 cân đổ lại là không kể cả là bụng to hay bụng nhỏ gì bon chen hết cho em luôn. Tay của nó tay dài không phải tay ngắn nhá. Lên comment vào đây gen là B1 phải gen. B1 đẹp chưa? 59.000. Size này từ 8 cân đổ lên cho đến 25 cân đổ lại bao vừa. Chốt B1 phải duyên. B1. Like từ 50 người xem tụt xuống còn 13 người xem. 50 người xem tụt. Chị Nguyễn Chiên ơi, B1 mấy bộ thì mấy bộ comment cân nặng dùm em với chị Nguyễn Chiên ơi. Comment cân nặng dùm em với nha. Cái máy em nha. Giờ nó không cho chia sẻ. Chia sẻ nó bị ẩn luôn. Mua cho một đứa không có à chị. Nhưng trang cá nhân của em giờ em đâu chia sẻ nữa đâu. 25 cân cho chị Nguyễn Chiên một bộ à. Rồi anh đi cho em đi chơi rồi em đem bưu điện. Cho chị Ori một bộ 22 cân. Ori một bộ 22 cân. Ok chị Ori nhá. Chị Ori ơi, chị vào inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, em không gọi điện chốt đơn rồi ạ. Vào inbox dùm cho em với nha chị nha. Năn nỉ luôn. Năn nỉ các chị vào inbox có đơn, vào inbox cho em với. Em ngồi nó khan hết cả tiếng rồi. Tối nay em có gào nổ không? Thôi bộ chị Ori một bộ đi. Cầm lên nặng tay nữa chị ạ. Ori một bộ 59. Chị Ori như có một sản phẩm đấy đây. Bộ thu đông bà bé gái 30 cân không em? Chị ơi hết rồi chị ạ. Đi ngủ rồi, nãy giờ em mở mắt không nổi mà cũng cố gắng xem nè. Cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Xem ủng hộ tinh thần với chị nhỉ. Xem ủng hộ tinh thần cho nhau. Đây này các chị ơi, nó còn mã này nữa nè. Mã này lên comment B2 nha mọi người nha. B2 phải chưa? Đẹp chưa? B2 này các chị ơi, B2 này. B2 em có màu hồng và màu cam nhá. Chị nào lấy thích lấy thêm B2 thì B2 để duyên. Có màu hồng và màu cam này, đẹp chưa? Size này nhỏ hơn các chị ạ. Cái này em còn size nhỏ hơn. Cái này còn size nhỏ hơn. Hết size 25 cân rồi. Mã này size chỉ chừng khoảng chừng 22 cân đổ lại đi. 22 cân đổ lại mà vừa thôi. 25 cân mã này nhỏ lắm không vừa đâu. Lên comment mã này duyên là B2 nhá. B2 bán này 20-22 cân đổ lại.
B2 59.000. Không, lên comment B2 đi. Thôi nghỉ nha chị nha. Nghỉ nha. Em nghỉ nha chị nha. Chị nào có đơn mình inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại em nghỉ ngay đấy chị ạ. Mua hàng văn minh đó chị nha. Đừng chị nào mua hàng mà không có đơn mà không inbox nha. Mua hàng văn minh nha. Nếu mà các chị thích em lên gì thì em lên, còn không em nghỉ ngay đây. Quần legging bé gái 30 cân có chị Quỳnh Nga. Đây này ạ. Legging bé gái 30 cân em có mà. Đây này ạ. Cho số điện thoại nhưng mà nhà em không gọi điện chốt đơn. Chị vào inbox cho em địa chỉ số điện thoại, nhà em đâu gọi điện chốt đơn đâu. Chị vào inbox luôn cho em để em chốt ở phần tin nhắn này. Em có gọi điện chốt đơn đâu mà. Đây nhá, quần legging này 30 ba mấy cân cũng vừa cho em luôn. Em bán chị có 45.000 là một quần thôi. Chất không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. Lên comment mã này và đi cho em là mã quần dài với em. Quần dài với em nha mọi người nha, quần dài. Em có size từ 10 cân rồi đến 33 cân đổ lại em bao vừa. Đó. Chị nào thích lấy hai cái hoặc ba cái cho đủ đơn luôn đi các chị ơi. Chị nào chưa có đơn các chị lấy thêm, lấy cho em dùng hai cái hoặc ba cái là đủ đơn luôn. Đó, lên quần dài em bán chị có 45.000 một cái thôi. Đẹp nhỉ? Hello chị Phượng Kim. Trời ơi chị Phượng Kim ơi. Đợt này á, mấy cái quần mà dạng như quần đuối mà mấy kiểu quần giả váy á, nhiều quá trời mà em không thấy chị mua. Nay toàn là quần đẹp thôi mà chẳng thấy vào ủng hộ gì cả. Mua được có mỗi năm cái quần đủ đi xong bắt đầu bay luôn, không thấy đâu luôn. Nói toàn quần đẹp không mà chẳng ủng hộ em gì cả. Đây nha mọi người nha. Lên quần dài cho em 45.000. Có đơn inbox địa chỉ số điện thoại hoặc bếp cho em qua đầu bên này nhặt hết luôn. Sao ở đâu mà ra nắm dây nhỉ? Nắm dây thế không biết. Điện thoại hư giờ có ủng hộ 5 cái luôn, em lên cho chị xem thử. Có cả chân váy size nhỏ. Ok chị Quỳnh Như may quá, chị Quỳnh Như lấy 3 cái luôn, 4 cái luôn à. Ôi còn có 3 cái chị ơi. Ơi như còn một cái, mã này mình vẫn còn này cơ. Mã này vẫn còn nhưng bây giờ không biết để đâu. Em vẫn nhớ mã quần legging là còn nha. Còn cái hàng hôm bữa còn nhưng mà giờ không ở đâu luôn. À đây. Chị Quỳnh Như vào inbox luôn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Mừng quá, cuối like chốt được 4 cái quần mừng quá. Đây này em cho chị Quỳnh Như thêm một cái quần này nữa này. Đây này em cho chị Quỳnh Như thêm một cái này nó 4 cái, 3 cái kia, 1 cái này là 4 nha. Tại vì cái đấy kia nó có em chỉ còn có 3 cái thôi chị ạ. Mừng quá, hết rồi. Chị Quỳnh Như vào inbox luôn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Quần dài bao nhiêu? Có 45.000 thôi chị Thơm Phan ơi, nhận đơn 330 chưa? Nhận đơn 330 chưa nào? Đây em cho chị Quỳnh Như này, 4 cái luôn, và inbox luôn địa chỉ số điện thoại cho em nha. Chị Quỳnh Như inbox địa chỉ số điện thoại và page cho em luôn, hoặc comment địa chỉ số điện thoại lên trên này cho em luôn được chị ạ. Tại vì quấy like rồi. Mất công chị chốt xong bắt đầu chị này không lấy địa chỉ đâu, mất công. Chị Quỳnh Như 4 cái luôn. Thế 30 cân em bao vừa nó không phải lo 30 cân bao dư sức vừa luôn. Hả? Đâu? Cái bộ này á, cái bộ này là bộ ngố mà, cái bộ này để riêng ra chứ. Cái mã này cũng để ấy ra. Cái này mấy cái mã này bỏ ra đi. Cái này còn hàng mà. À chị Quỳnh Nga chứ, chị Quỳnh Nga inbox luôn địa chỉ số điện thoại pet cho em chị Quỳnh Nga nha. Có 45.000 một cái chứ. Ồ chị Quỳnh Nga chị lên số điện thoại rồi. Rồi ok chị Quỳnh Nga nhá, ok chị. Có gì tí em gọi điện lại để em xác nhận số điện thoại của chị. Chị nào khách mới em hay phải gọi điện để xác nhận số điện thoại đó chị ạ. Mất công nhiều khi các chị cho không đúng.
ơi, cái size, cái mã size nhỏ nó là khác này chị ơi. Size nhỏ 10 cân cho đến 20 cân nó là khác này, đây này. Đây, đẹp chưa? Đây là size 10 cân 20 cân này, mỗi size nó một kiểu khác nhau đây. Đây là size 10 cân 20 cân đây, quần legging các chị ạ. Cắt này cho em này. Không đẹp em không lấy tiền cho chị luôn. Đó, lên comment mã này gen là mã đó. Quần dài và kèm cân nặng gen. Nhận rồi nhưng ba bộ toàn số 5 nhỏ quá, có số 1 số 6 nhưng quần nhỏ xí. Ủa vậy chị Thơm Phan sao ngộ à? Sao nhỏ được ta, mới đúng số chị lắm mà ta. Không phải đâu, hàng thiết kế nó vậy đấy. Ủa chị Ori cho số điện thoại mà. Hàng thiết kế nó nhỏ vậy đấy chị Thơm Phan ạ. À. Hàng thiết kế nó nhỏ vậy đấy bà. Có phải set thiết kế đúng không? Set thiết kế nó nhỏ vậy đấy chị. Nhưng mà mặc vừa mà đâu chật đúng không? Không gì mà chật. Hôm với chị Thơm Phan chị gọi điện cho em, em gọi điện chị con gái cho chị. Cái gì con 5 tuổi rồi, con học lớp 1 hay là lớp 5 từ cái gì gì nghe nói chuyện nghe dễ thương lắm. Con bé chị nói chuyện nghe dễ thương về. Con bé gái chị nói chuyện nghe dễ thương nhỉ. Rồi các chị muốn lên em gì lên thì em lên không nghỉ lại chị. Này không phá được cao rồi. Nhất còn khói. Rồi các chị lên gì không? Nghỉ like cho mọi người nha. Lên gì em lên cho, không em nghỉ like đâu. Giờ này không lên nữa đâu. Giờ này em nghĩ lên đã chẳng gì nào tốt. Chị nào mua set này không chị ơi? Giờ nên chị xem có chị nào muốn mua set này không? Đây này, set hàng cao cấp này. 10 cân cho đến 28 cân đổ lại em có size luôn. Đây, đây là hàng sale đấy các chị ạ. Em ôm được hàng sale đấy. 59.000 đồng một set, chị nào thích thì lấy nhá. À, 59.000 đồng, chị nào thích thì lấy. Em còn đấy các chị ạ, hàng này em còn đấy. Còn nguyên ri luôn, đủ ri luôn. Chị nào thích thì lấy. Chị nào thích lên comment B1 thì em lấy nhá. Lên đi, lên gì chị? Giờ này hết mẹ sức rồi còn đâu mà lên. Giờ này em không nói nổi, em khàn tiếng rồi. Em lên thì có chốt không mà lên. Lên chốt cho em nhá. Lên chốt 1 triệu nha. Giống hôm bữa, hôm bữa chị chốt đơn bao nhiêu nhỉ? Gần 1 triệu à? Đơn gần 1 triệu chắc chị chuẩn bị nhận được rồi đấy chị Thơm Phan. Cái đơn gần 1 triệu chắc chị chuẩn bị nhận được rồi đấy. Set em cầm vải rất đẹp, đúng như Thơm Phan này. Em nói hàng sale mà. Em nói là hàng sale mà đẹp dã man luôn. Nhưng mà chị ta nói là kiểu chật, em thấy vô lý, em lấy chị toàn số to không mà sao lại chật được. Em lấy toàn số to em để ý mà, hôm đấy rõ ràng có để ý mà. Ôi vậy chị cứ nhận cái đơn gần 1 triệu luôn này à? Chị nhận đơn gần 1 triệu luôn này, bốc hết mấy cái này vào này. Chất vải đẹp lắm, đẹp lắm các chị ạ. Hàng em chất đẹp lắm, chị khỏi cần phải nghĩ về chất. Các chị chỉ cần mua hàng, còn chất vải cứ để em lo. Không cần phải lo về chất các chị ạ. Mình chỉ thích là mình chốt thôi. Cái này quá trời. Thôi nghỉ like chị nha. Nên đồ thun dài tay á. Thun dài tay hết rồi. Thun dài tay em hết rồi. Bây giờ tay hết rồi còn đâu ở lên. À đây thun dài tay em còn này các chị ơi, còn có vài bộ này. Em xả nốt cho chị luôn này. Số 3, số 2, số 1. Còn một bộ size to này. Các chị đừng dụ dỗ em nữa, hết mã này em không lên được đâu các chị ạ. Cho em nghỉ đi, em các chị đừng dụ dỗ em nữa. Cái này khoảng chừng 25 cân đổ lại là mặc rộng rãi thoải mái, thậm chí là 28 cân cũng vừa, nhưng mà thôi tư vấn 25 cân thôi, tư vấn cho vui vậy thôi. 10 cân đổ lên cho đến 25 cân đổ lại bao vừa luôn. Mã em xả nốt cho chị giá là 45.000 đấy nhá, 45.000. 45.000 lên là bộ cam rồi, em bộ cam đây là thun lạnh các chị ạ, rất thun lạnh rất là đẹp luôn. Lên comment cho em là bộ cam 45.000 bộ.
Mã này mã cuối cùng các chị không chốt em nghỉ like đâu. Không like đâu. Chị nào có đơn nếu mà tối nay em like các chị có thể vào dồn đơn cho mọi người nha. Còn nếu em không like thì thôi. Từ hàng của em khỏi lo chất vả nha. Chuẩn luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Chị Thơm pha làm gì cả. Hôm đầu tiên bà nhắn tin với em mà cái bắt đầu là em hỏi địa chỉ số điện thoại mãi bà không cho. Em bảo chị cứ nói nhiều cho địa chỉ số điện thoại đi. Cái đầu chị bảo em là sao mà em khó tính vậy. Sao mà em khó tính vậy. Mà bây giờ chị quen em là chị mê em luôn. Chị đâu kêu em khó tính nữa đâu. Chị Thơm pha nhờ. Đầu tiên chị bảo em khó tính làm gì nữa. Đưa cái dây đây cột lại. Không ai chốt cả. Bà bảo mình sao mà khó tính vậy. Ô, chị Nguyễn Chiên nó đang còn xem like không? Chốt được thêm một bộ nữa thì Nguyễn Chiên. Nghỉ tối các chị vào dồn. Tối các chị vào dồn nha mọi người nha. Các chị Nguyễn Chiên một bộ rồi. Ok, cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Chúc các chị buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Thôi em nghỉ đây cho các chị thoát like. Mất công các chị à. Các chị này cứ xem, các chị này không làm việc gì được. Mất công chồng các chị đuổi, các chị chết luôn. Cứ ngồi xem like của em chồng các chị đuổi đấy. Em nghỉ đây các chị ạ. Bye bye các chị nha, cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Đúng rồi, 25 cân chị Nguyễn Chiên đã cho size to nhất. 25 cân bao vừa rộng rãi thoải mái luôn. Bye bye các chị nha, cảm ơn các chị rất là nhiều. Em nghỉ like đây.